Chương 11 Đồng học gặp nhau Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hàng Phong chạy đến, đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, liền nghe được âm thanh truyền đến Giao quan thánh địa uy phong thật to a. À. Hàng Phong hướng cái kia băng lãnh âm thanh nhìn lại, cũng là khác thế lực lớn nhất Vùng trời kia 18 chiếc cổ chiến xa cuồn cuồn mà đến, sát khí ngút trời, phản phất chèn ép bầu trời đều đang rung động âm âm cùng rung động trên chiến xa cổ cờ xí theo gió lẫm liệt trung động, trong đó một lá cờ bên trên, thình lình viết một cái chữ cơ. Hoàng cổ thế gia cơ gia. Nhìn thấy người tới, người của giao quan thánh địa thần sắc nghiêm túc. Giữa thiên địa tràn nập túc sát chi khí, hai thế lực lớn riêng phần mình chiếm cứ một khoảng trời, xa xa dặn co. Hàng phong thầm than, không nghĩ tới cái này hai đại thánh địa thế gia đến mức như thế nhanh chóng. Hai đại thánh địa thế gia vừa đến, liên hướng cổ điện đánh tới, mà linh khư động thiên cùng những cái kia đại yêu thì là sắc mặt khó coi, bọn hắn quyết đấu sinh tử, cái gì đều không được đến. lúc này khoảng cách yến quốc gần nhất hai đại thánh địa thế gia xuất hiện, chú định bọn hắn khó có thu hoạch. giao quan thánh địa cùng cơ gia, riêng phần mình có bảy tám vị lão giả đi ra, xông vào bên trong cung điện cổ. hàng phong nhìn về phía tòa kia chìm nổi tại miệng núi lửa cổ điện, đó chính là yêu đế mộ. Trên cung điện cổ khắc đầy yêu tộc văn tự, theo giao quan thánh địa cùng hoang cổ cơ gia gia nhập, cổ điện chấn động càng thêm kịch liệt. Xoẹt. Xoẹt. Từng đạo từng đạo thần quang từ bên trong cổ điện phun ra. Cái kia từng đạo từng đạo ánh sáng bên trong cũng là cường đại vũ khí. Người chung quanh thấy thế, ào ào xuất thủ, cướp đoạt vũ khí. Đông. Cổ điện đột nhiên chấn động vây quanh ở cổ điện chung quanh giao quan thánh địa cùng người nhà họ cơ ào ào rút lui ho ra máu, từng cái sắc mặt trắng bệt. Một cổ mênh mông sức mạnh khó lường từ bên trong cung điện cổ sông ra, như là nộ hải cung đào, đem cơ gia chiến xa cùng giao quan thánh địa những cái kia mang thú toàn bộ vén bay ra ngoài. Cho dù là đứng ở đằng xa trên ngọn núi Hàng Phong, đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Sau một khắc, cổ điện nở rộ hào quang ống ánh, một cái dài một thước quan tài ngọc bay ra, mang theo mảnh liệt ánh sáng, để người khó mà nhìn thẳng. Nhìn thấy bên trong cung điện cổ bay ra ngụm kia quan tài ngọc, hàng phong một trận nhãn nóng. Hắn biết rõ bên trong chứa là cái gì? Cái kia thế nhưng là yêu đế trái tim của thanh đế, bị thanh đế luyện hóa sát khí, chỉ còn lại có một viên bản nguyên trái tim, lưu cho hậu nhân, như là một viên tuyệt thế đại dược. Kiểm trắc đến ký chủ tại yêu đế mộ, mở ra đánh dấu, phải chăng đánh dấu? yên lặng gần hai ba tháng hệ thống lần nữa thượng tuyến, hàng phong đều nhanh quên mình còn có hệ thống cái này bàn tay vàng. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được chính giọt thanh đế tâm huyết. Hàng phong thực tế là không biết nên nói cái gì cho phải, sợ không phải hệ thống này hiện trường từ trong quan tài ngọc pha lê kia ăn cấp A. Hắn biểu thị rất hoài nghi. Hệ thống, ngươi như vậy gia trâu, dứt khoát chúng ta trực tiếp đem cái kia quan tài ngọc đoạt. Hàng Phong giật dây nói. Thế nhưng là, qua một lúc lâu, đều không có nghe được hệ thống âm thanh. Hàng Phong im lặng, hệ thống này lại mẹ hắn lo gút. Nhìn xem trong không gian hệ thống, chính giọt yêu đế tâm huyết sáng chói ống ánh, bên trong ẩn chứa dân trào sinh mệnh tinh hoa. Hàng Phong cảm thán, đây quả thực có thể so với thần dược. Đồng, đồng, đồng. Trong quan tài ngọc yêu đế trái tim tại nhẹ nhàng nhảy lên, giàu có tiết tấu tràn ngập dân trào sinh mệnh khí tức mênh mông lực lượng càng quét bát phương ngăn lại nó bên trong cung điện cổ truyền ra lo lắng tiếng hò hét mười mấy thân ảnh nhanh chóng từ bên trong cung điện cổ lao ra cầm đầu chính là hàng phong đồng học bàn bác thời khắc này bàn bác trên mặt trên cánh tay che kín yêu văn hai mắt nở rộ xanh biếc tia sáng toàn thân yêu khí tận trời như là một tôn tuyệt thế đại yêu hàng phong biết rõ thời khắc này bạn bác bị một tôn đại yêu đoạt xá chiếm cứ thân thể, nhưng cái này cũng không hề là chuyện gì xấu, ngược lại là bàn bác cơ duyên. Không chỉ kích hoạt trong cơ thể đại yêu huyết mạch, còn thu hoạch được thanh đế truyền thừa. Một đám đại yêu theo sau lưng bàn bác vọt ra, tranh đoạt quan tài ngọc. Giao quan thánh địa cùng người của cơ gia, cũng ào ào từ bên trong cổ điện vọt ra. Đám người xuất thủ lần nữa, tranh đoạt quan tài ngọc, đánh thành một đoàn mười mấy cái thần lực ánh sáng ngưng tụ bàn tay lớn, ào ào nhô ra, hướng quan tài ngọc chọc tới. Oanh! Dài một thước quan tài ngọc chấn động, một cái dân trào lực lượng lao ra, đem cái kia mười mấy cái thần lực ngưng tụ bàn tay lớn chấn vỡ. Cơ gia cổ chiến xa, giao quan thánh địa mang thú quân đội, lúc này tạo thành đại trận, hướng quan tài ngọc đè xuống. Đám người cũng gia tăng cướp đoạt quan tài ngọc lực lượng. Tạp, tạp, quan tài ngọc không thể xóa được gánh nặng, không ngừng phát ra tiếng vang. Sau một khắc, oanh một tiếng, quan tài ngọc nổ nát. Một cổ mênh mông dân trào lực lượng nháy mắt phát tiết ra tới, như là đại dương mênh mông, nháy mắt đem cơ gia chiến xa, giao quan thánh địa cổ thú tung bay. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng cổ thân thể tại đây lực lượng cường đại xung kích phía dưới, ào ào sụp đổ. Cơ gia cùng người của giao quan thánh địa chết một mảnh, mấy cái đại yêu bạo thể mà chết, thương vong thảm trọng. Quan tài ngọc vỡ vụn, lộ ra bên trong chứa đồ vật tới. Đông. 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 Một viên đỏ tươi trái tim đang nhảy nhót, âm thanh như sấm trống, chỉ có to bằng nắm đấm, như mã não đỏ ống ánh sáng chói. Mảnh liệt màu máu thần hoa lượng lờ ở chung quanh, vô tận yêu lực cùng cường đại sinh mệnh khí tức tùy ý xung kích thiên địa. Yêu đế thánh tâm. Đây là ta yêu tộc đại đế thánh tâm mấy cái kia đại yêu trong lòng chấn động vô cùng, giao quan thánh địa cùng cơ gia người hơi biến sắc mặt, cái này thế nhưng là vô thượng thần vật. Đông Viên kia yêu đế trái tim tránh thoát trói buộc, bay về phía chân trời. Đuổi theo, nhất định muốn cướp đến tay. Bàn bác, mấy tôn đại yêu, cơ gia, giao quan thánh địa người, ào ào hướng yêu đế thánh tâm đuổi theo. Nhìn thấy viên kia yêu đế trái tim ẩn chứa bàn bạc sinh mệnh tinh khí, hàng phong cũng tâm động vô cùng đáng tiếc thực lực mình thấp bằng không hắn khẳng định muốn đi tranh đoạt một phen yêu đế thánh tâm xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đông hoang đến lúc đó toàn bộ đông hoang thế lực lớn đều đem tề tụ nơi này nơi này đem sẽ trở thành một cái nơi thị phi thực lực thấp cũng không thích hợp lưu thêm lập tức hàng phong liền dự định thối lui dù sao chuyến này đã thu hoạch được chín giọt yêu đế tâm huyết cũng lại khó thu hoạch được những vật khác bản ý của hắn cũng là tới, nhìn xem hệ thống phải chăng mở ra đánh dấu, có thể hay không thu hoạch được một vài thứ. Bây giờ đã đã được như nguyện, Hàng Phong cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi, liền dự định rút đi. Mới xoay người, Hàng Phong một lần tình cờ liền nhìn thấy cách mình cách đó không xa trên một ngọn núi, có một cái đồng dạng là 11-12 tuổi thiếu niên. Diệp phàm, Hàng Phong cũng không định đi tìm Diệp phàm, lại không nghĩ rằng Diệp phàm cách hắn cũng không xa suy tư một chút hàng phong liền quyết định đi gặp một lần nhìn đi theo diệp phàm cái này thiên mệnh chi tử sau lưng có thể hay không mò được một chút chỗ tốt hàng phong vận chuyển thần lực đến dưới chân hướng diệp phàm vị trí đỉnh núi cực tóc mà đi diệp phàm diệp phàm nghe được có người gọi hắn nhìn lại cũng là hàng phong hàng phong người như thế nào cũng ở nơi đây diệp phàm hơi kinh ngạc hàng phong rời đi linh khư động thiên về sau liền tại cũng không có tin tức. Hắn nhìn ra được, Hàng Phong bây giờ đồng dạng mở ra khổ hải, đi lên con đường tu hành. Hai người cùng là hoang cổ thánh thể, hắn biết rõ Hàng Phong tuyệt đối sẽ không cam tâm làm một phàm nhân bình thường. Ta nghe nói nơi này có thượng cổ đồng phủ xuất thế, liền muốn lấy đến xem có thể hay không nhặt một điểm cơ duyên, không nghĩ tới cũng là yêu đế mộ mở ra, nhiều như vậy thế lực lớn, xem ra là không có gì hy vọng, đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy ngươi tại đỉnh núi này bên trên. Nghe Hàng Phong lời nói, Diệp Phạm có chút lộn xộn, cái gì gọi là đến nhặt một điểm cơ duyên, nhà ngươi cơ duyên qua nhặt A. Nếu là Hàng Phong biết rõ Diệp Phạm suy nghĩ, thật sẽ nói, cơ duyên của ta liền dựa vào nhặt A. Lại nói, bạn bác là tình huống như thế nào? Như thế nào trong mắt ánh sáng xanh lục có thể thả ra mười mấy mét? Quả thực xanh biết làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Mặc dù biết, nhưng Hàng Phong hay là hỏi. Diệp Phạm ý chí có chút trầm thấp, nhưng vẫn là đem sự tình nói một lần. Không có việc gì, đã là như vậy, chuyện kia cần phải còn có chuyển cơ, chờ chúng ta cường đại, đến lúc đó trực tiếp đi đem bạn bác cứu trở về. Hàng Phong an ủi. Ừm. Diệp Phạm gật gật đầu, đồng thời cũng tại thầm nghĩ trong lòng, nhất định muốn nhanh chóng mạnh lên, đem bạn bác cứu trở về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Nhàn như ngọc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hai người chính lẫn nhau trò chuyện tình hình gần đây Lại nghe được chân trời truyền đến từng trận tiên nhạc âm thanh ngẩng đầu nhìn lại Mười mấy tên áo trắng như tuyết nữ tử ngự không mà đến Như là tiên nữ hàng phàm trần Cái kia mười mấy tên nữ tử áo trắng mặc dù chưa nói tới xinh đẹp động lòng người Khuynh quốc khuynh thành Nhưng lại thanh lệ xuất trần như không dính vào phàm trần khói lửa khí tức, không dính khói lửa trần gian, siêu phàm thoát tục. Thế nào, giao trì luôn luôn không tranh quyền thế, lần này cần chen tay vào yêu đế mộ sao? Giao quan thánh địa một vị lão giả mở miệng nói ra. Thậm chí ngay cả người của giao trì thánh địa đều đến rồi. Chúng ta chỉ là gặp ở đây yêu khí tận trời, liền tới xem một chút, cũng không tranh đoạt yêu đế mộ ý tứ. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó mở miệng giải thích giao trì thánh địa giao quan thánh địa hoang cổ cơ gia thế giới này thật đúng là đặc sắc a trên địa cầu đủ loại truyền thuyết ở đây đều tồn tại đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới diệp phàm cảm thán thế giới này quá mức đặc sắc đủ loại truyền thuyết hiện thế ngươi đem thế giới này tưởng tượng thành tiên giới liền xong việc hàng phong tùy ý nói bậy một câu diệp phàm nhìn hàng phong một cái cảm giác hàng phong lời nói thật qua loa nhìn ta làm gì, đối với chúng ta mà nói, cái này không phải liền là tiên giới sao? Nghe Hàng Phong lời nói, Diệp Phạm cảm thấy rất có đạo lý, bọn hắn từ địa cầu xuất phát, đi tới cái này có thể tu hành, có thể phi thiên động địa thế giới, cái này không phải liền là trong thần thoại truyền thuyết tiên giới sao? Diệp Phạm gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hàng Phong vừa nhìn, Diệp Phạm bị hắn lừa gạt được, đến cái này Diệp Hắc, hiện tại kinh lịch quá ít, còn không có thức tỉnh bản tính, rất dễ dàng lắc lư. Ngươi nhìn kia từng cái tiên tử, thật xinh đẹp, nếu không đánh cho bất tỉnh hai cái gánh trở về làm vợ. Hàng Phong sờ lên cầm nói. Diệp Phàm trận nhìn Hàng Phong một cái, người nào gõ người nào trong lòng không có điểm số. Đối với Hàng Phong cái này không đáng tin cậy lời nói, Diệp Phàm không có tiếp tra. Sau đó, trên bầu trời không ngừng chấn động, vực môn mở ra, có thế lực lớn tạo dựng vực môn, truyền đưa tới. Âm âm một chiếc chiến xa chậm rãi lái tới, chính đầu kỳ lân hình dáng cổ thú lôi kéo chiến xa, thiên địa phản phất đều tại chấn động, phô trương lớn, để giao quan thánh địa cùng người của cơ gia đều nín thở. Có thể lấy chính đầu kỳ lân thú kéo xe, người tới thân phận sợ là không đơn giản a. À? Giao quan thánh địa cùng người nhà họ cơ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đề phòng rồi lên. Xoẹt. Xoẹt. Thỉnh thoảng có từng đạo thần hồng từ bầu trời xẹt qua, Đều là nghe hỏi chạy tới tu sĩ Nơi này quá nguy hiểm Chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi Diệp Phạm nhìn xem loại tình huống này nói Càng ngày càng nhiều đại tu sĩ đã đến Đã nói nơi này muốn có đại chiến bộc phát Dù sao hắn đã được đến nhân tộc Chí Bảo Ở Đạo Kinh, Luân Hải Thiên Thu hoạch có thể nói là thu hoạch tương đối khá Từng Hàng Phong gật đầu đồng ý Dù sao hắn dự định theo sau lưng Diệp Phạm nhặt cơ duyên rời đi cái này nguyên thủy phế phí trước diệp phàm đi đến đâu hắn liền theo tới đâu diệp phàm thấy hàng phong đồng ý hai người liền hướng một cái phương hướng mà đi hàng phong thấy phương hướng sắp đi liền rõ ràng diệp phàm suy nghĩ trong lòng diệp phàm đây là đối bàn bác chưa từ bỏ ý định a à, còn là nghĩ đến đi tìm bàn bác lấy diệp phàm cùng bàn bác quan hệ của hai người diệp phàm xác thực không yên lòng bàn bác hai người trèo đèo lội suối đi không biết vài trăm dặm thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới đi đến một tòa tương tự năm ngón tay đỉnh núi trước. Đồng thời, hai người lần nữa nghe được yêu đế trái tim khiêu động âm thanh. Nơi này không đơn giản a, à, phản phất bị người khác xuống đạo văn, hình thành một loại nào đó thế, có thể che đậy người cảm giác. Nhìn trước mắt ngủ chỉ sơn, dịp phàm trầm mặt một hồi nói. Còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Nói không chừng bên trong tồn tại đại nguy hiểm. Hàng Phong mở miệng nói ra cái kia yêu đế trái tim nhảy lên tựa hồ chính là từ bên trong núi này truyền đến ta không yên lòng bạn bác nghĩ mau mau đến xem đến tột cùng ngươi nếu là cố kỵ lời nói ngươi có thể chờ ta ở bên ngoài ta một người đi vào diệp phàm ánh mắt kiên định nói ngươi cái này nói là cái gì lời nói mọi người đều là đồng học huynh đệ muốn đi liền cùng một chỗ cùng đi hàng phong không vui nói đây là coi hắn là thành nhát gan sợ phiền phức người diệp phàm nghe xong trong lòng ấm áp tại cái thế giới xa lạ này cũng chỉ có bàn bát hàng phong các loại rải rác mấy người có thể tín nhiệm cái kia đi thôi đi vào chung hai người nhắm mắt lại dựa vào trực giác cùng trái tim cùng thanh đế trái tim nhảy lên hướng trong núi đi tới làm hai người mở mắt lần nữa liền phát bọn hắn đã tiến vào một mảnh hoa thơm cỏ là chim hót véo von thế giới nơi này như là tiên gia tịnh thổ cảnh sắc như thơ như họa đẹp không sao tả xiết Tực kỳ mỹ lệ. Hai người liếc nhau, cảm nhận được trái tim bên trong loài kia cảm giác áp bách, bọn hắn biết rõ, đến đúng địa phương. Ngọn núi kia chỗ sâu, tiên vụ phiêu miểu, một chút đình đài cung điện tại tiên sơn chỗ sâu như ẩn như hiện. Đi, vào xem. Hai người cực tốc tiến lên, đột nhiên, hàng phong dừng bước, cảm giác của hắn năng lực còn mạnh hơn dịp phàm lên rất nhiều. Như thế nào rồi? Dịp phàm hỏi. Hàng Phong chỉ chỉ một đạo trên vách núi. Diệp Phàm thuận Hàng Phong chỉ phương hướng nhìn lại, tại cái kia trên vách núi, một đạo mỹ lệ thân ảnh đứng tại cái kia. Khắp chung quanh sương mù phun trào, như tiên khí lượng lờ, mông lung. Kia là một cái áo trắng như tuyết nữ tử, thánh khiết như tuyết, váy áo theo gió phất phới, mái tóc như tơ, như là một tôn di thế độc lập tiên tử. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, siêu phàm thoát tục, tuyệt thế khuynh thành không chỉ có là trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, dù cho là khí chất lên cũng là siêu trần thoát tục, thắng qua thế gian vô số nữ tử. Nhan như ngọc, yêu tộc công chúa, thành đế hậu nhân. Cho dù là hàng phong, tại nhìn thấy nhan như ngọc một khắc đó, trong lòng cũng sinh nổi sống. Đây là hắn cho tới bây giờ thấy qua kinh diễm nhất nữ tử. Thật xinh đẹp. Hàng Phong không khỏi phát ra cảm thán. Xinh đẹp đã khó mà hình dung, cảm giác đẹp đến mức không chân thực, hoàng mỹ gần như yêu tà. Diệp Phàm cũng lên tiếng nói. Nhưng hai người đều là tâm trí kiên định thế hệ, cũng sẽ không bị bực này xinh đẹp ảnh hưởng. Liền như vậy dừng bước, nếu không các ngươi sẽ mất đi sinh mệnh. Cái kia như là âm thanh tự nhiên vang lên. Vừa dứt lời, hàng phong hai người liền cảm nhận được một cổ sát ý lạnh như băng. Bạch! 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 Mấy thân ảnh xuất hiện tại trên vách núi, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hàng phong cùng dịp phàm trong mắt mang theo sát ý công chúa không thể để cho bọn hắn rời đi một cái bà lão mở miệng đúng đã bọn hắn xông vào nơi này biết rõ ta yêu tộc bí mật trực tiếp dết chấm dứt một đầu lão giao nói nói xong liền muốn hướng hàng phong cùng dịp phàm đánh tới để bọn hắn rời đi vách núi phía sau truyền đến bàn bác âm thanh tự hồ rất gian nan thống khổ. Bạn bác, là ngươi sao? Diệp Phàm nghe được bàn bác âm thanh lên núi sườn núi phía sau la to. Mà cái kia lão giao cũng không có dừng lại, giống như tức quá khứ hướng hàng phong, Diệp Phàm hai người đánh tới. Oanh! Sau một khắc, một cổ tận trời yêu khí nổi lên, một đạo hắc ảnh nháy mắt tới, đem cái kia lão đầu dao đánh bay ra ngoài. Ta nói rồi, để bọn hắn rời đi, ngươi không nghe thấy sao? Thời khắc này bạn bác, tóc đen đầy đầu đều đang bay múa cùng loạn, cả người như vượt sâu biển lớn, mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Nó trên mặt che kiếm kinh khủng yêu văn, thần sắc băng lãnh nhìn xem đầu kia bị đánh bay lão dao. Cái khác đại yêu lúc này ảo ảo nhìn về phía nhan như ngọc, tự hồ tại chờ đợi nhan như ngọc mệnh lệnh. Nhan như ngọc ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem hàng phong cùng dịp phàm, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Để bọn hắn rời đi đi nhìn xem nhan như ngọc như vậy dung nhan tuyệt thế, hàng phong trong lòng đều có muốn phải chủ tu âm dương hợp hòa đại đạo. Có câu nói là tiên nữ trên trời ba triệu, chờ quân đi hái. Có lẽ đó cũng không phải một đầu chí cường đại đạo, nhưng tuyệt đối là thoải mái nhất một đầu đại đạo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Thông linh vũ khí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio trong lòng dâng lên tà niệm nháy mắt bị hàng phong ép xuống thầm nghĩ hàng phong a à hàng phong ngươi sao có thể trầm mê ở nữ sắc đâu ngươi hùng tâm tráng chí đều bị chó ăn rồi sao hàng phong thầm than chính mình cầu đạo vô địch tâm cũng không kiên định a à, thành thần kiếm phổ đều bị quên sạch sẽ sao xem ra cần phải ôn lại một cái thành thần kiếm phổ phải công chúa Nhàn như ngọc lên tiếng những cái kia đại yêu thu liễm sát ý, đem hàng phong cùng Diệp Phàm đưa ra khỏi nơi này. Diệp Phàm còn nghĩ la to, tỉnh lại bạn bác, thế nhưng hàng phong lại ngăn cản. Bạn bác thần trí tại cùng tôn kia đại yêu vật lộn, cướp đoạt quyền khống chế tiêu hao quá lớn, đối bạn bác cũng không lợi. Đừng có gấp, lấy tình huống trước mắt đến xem, bạn bác tình huống cũng không tính quá ác liệt, chúng ta về sau đang nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Hàng Phong an ủi. Diệp Phạm chỉ có thể gật gật đầu, lập tức hai người liền rời đi dãy núi này. Hiện tại bọn hắn thực lực thấp, hoàn toàn không phải những cái kia đại yêu đối thủ, ở đây tiếp tục chờ đợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bá, bá! Lúc này, hướng nguyên thủy phế tích đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, trên bầu trời không ngừng có thần cầu vòng xẹt qua. Hàng phong đi theo Diệp Phạm bên cạnh, hai người cất bước mấy trăm dặm, lại đi tới nguyên thủy phế khư trung ương khoảng cách cái kia yêu đế mộ gần hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Lúc này, cái kia yêu đế mộ chung quanh, quá mức nguy hiểm, giao quan thánh địa, cơ gia, ngồi chính đầu kỳ lân thú người thần bí, đồng thời còn có hai nhà thế lực lớn cường giả bí ẩn. Những cường giả này chiếm lấy bên trong cái kia yêu đế mộ vị trí trung tâm. Thời gian trôi qua càng lâu, đến thế lực lớn càng nhiều, đây là giao quan, cơ gia mấy cái thế lực lớn không muốn nhìn thấy. Những đại nhân vật kia, lần nữa liên thủ tiến đánh yêu đế mộ nơi đó ánh sáng vạn đạo thần lực đầy trời trên cung điện cổ yêu văn lấp lóe không ngừng phun tỏa hào quang kinh khủng uy áp để vô số tu sĩ cách xa cái chỗ kia vô tận khủng bố thần quang tứ xạ hướng bốn phương tám hướng phóng đi cái kia một phiến thiên địa phản phất đều đang lay động cái này nhóm cường giả thật sự là khủng bố xuất thủ chính là núi lở đất mòn hủy thiên diệt địa dịp phàm nhìn xem nơi đó đại chiến sinh lòng cảm khái ngũ đại cường giả bí ẩn liên thủ tế ra vũ khí không ngừng oanh kích yêu đế mộ cũng không biết cái kia năm vị cường giả công kích bao lâu mới xé rách yêu đế cổ mộ một góc oanh một tiếng vang thật lớn cung điện cổ kia vỡ vụn một góc lập tức từng đạo từng đạo ánh sáng bắn ra hướng về bốn phương tám hướng phóng đi cái kia từng đạo từng đạo ánh sáng bên trong đều là thông linh vũ khí giờ khắc này ở chính mình bỏ chạy. Năm vị đại nhân vật ào ào nhô ra bàn tay lớn, bắt lấy thông linh vũ khí. Thế nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều thông linh vũ khí bắn về phía tứ phương. Giờ khắc này, ở phía xa quan chiến tu sĩ ào ào bay lên trời, hướng những cái kia thông linh vũ khí đuổi theo. Xoẹt. Có một vệt tráng xanh chui vào hàng phong, dịp phàm sau lưng trên vách đá. Hàng phong thấy thế, vội vàng tiến lên, vung đầu nắm đấm, đánh tới hướng khối kia vách đá. Oanh! Lực lượng khổng lồ oanh kích núi đá, đá vụn vẫy ra, cái kia lực lượng cường đại, để diệt phạm mí mắt trực nhảy. Thầm nghĩ hàng phong là tu luyện như thế nào, lúc này chỗ biểu diễn ra lực lượng, hoàn toàn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hàng phong đạp nát đá lớn, lập tức liền nhìn thấy một thanh màu xanh chủy thủ, tráng phóng ánh sáng màu xanh. Hàng phong đem chủy thủ cầm lên, ráng xanh lượng lờ, sắc bén vô cùng cây chủy thủ này không qua dài hơn nửa xích, giống như là xanh biếc đầm nước, ống ánh sáng long lanh, có từng trận hàng khí phát ra. Hàng Phong nhanh chóng đem chủy thủ thu vào bên trong không gian hệ thống. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này, cảm giác quá mức quen thuộc. Hắn cũng còn không có kịp phản ứng, Hàng Phong cũng đã đem cái kia vũ khí bảo vật bỏ vào trong túi. Một màn này, để hắn nhớ tới tại hoang cổ cấm địa thời điểm, Hàng Phong nhìn thấy thần quả cũng là như vậy xuống một thanh vũ khí cho ngươi hàng phong có chút ít lúng túng nhìn xem diệp phàm hàng phong ngươi thật đúng là diệp phàm có chút im lặng đồng học ở giữa cần thiết như vậy sao ha ha thông linh vũ khí là đạo gia ta rồi chân trời một cái mặt mày hồng hào đạo sĩ béo điều khiển thần hồng vọt tới rơi vào hàng phong cùng diệp phàm trước người hai tử các ngươi có nhìn thấy vừa rồi cái kia đạo ánh sáng sao Vô lương đạo sĩ béo đoạn đức thấy Hàng Phong trong tay hai người không có có cái gì, liền cười mị mị mà hỏi. Ánh sáng. Cái gì là ánh sáng A? À? Hàng Phong một mặt thuần chân mà hỏi. Dịp phàm mí mắt trực nhảy, nếu không phải hắn liền ở bên cạnh, hắn còn thật tin Hàng Phong chuyện ma quỷ. Đoạn đức mộng một cái, tiểu hai này, như thế nào không ấn sáo lộ ra bài A, à? cái gì là ánh sáng? Ngươi hỏi là thật sao? chính là một đạo lục lam ống ánh, sư một cái hướng bên này bay tới. Đoạn đức chỉ có thể giải thích nói. Sư một cái lục lam ống ánh, không nhìn thấy a, à, người có nhìn thấy sao? Hàng Phong nói, hướng Diệp Phạm hỏi. Diệp Phạm trầm mặt lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Đoạn đức nhìn xem cái kia đóng đá vụn, trong lòng im lặng, đạo gia ta tin ngươi tà. Thật làm đạo gia ta khờ. Hai cái này nhìn người vật vô hại tiểu hại, nhìn cũng không phải là như mặt ngoài như vậy a. À. Nhưng đánh lượng hàng phong cùng dịp phàm, trên thân cũng không có cái kia thanh thông linh vũ khí, cái này khiến đoạn đức nghi hoặc không giải. Hai tử, các ngươi phải biết, những vật kia tràn ngập yêu ma khí tức, là không rõ đồ vật, các ngươi đem cầm không được, nếu là loạn cầm sẽ chết người, vẫn là giao ra, cho đạo gia ta độ hóa. Đoạn đức trong lòng muốn chửi má nó, có thế trên mặt vẫn như cũ khẽ cười nói. Yêu ma, là cái dạng gì a à? đạo trưởng cái gì là không rõ đồ vật a à? Hàng phong một mặt ngây thơ mà hỏi như là một người hiếu kỳ bảo bảo đoạn đức ở trong lòng nổi trận lôi đình ngươi là một trăm nghìn cái tại sao à cái này dày thối thật là quá muốn ăn đòn tại hàn phong diệp phàm trên thân tìm không thấy thông linh vũ khí đoạn đức không nghĩ lãng phí thời gian hùng hùng hổ hổ đi từ bên trong cổ điện bay ra ngoài không ít thông linh vũ khí ánh sáng bắn ra bốn phía, phóng tới bốn phương tám hướng. Lúc này đông đảo tu sĩ điều khiển thần hồng, không ngừng đuổi theo, mảnh phế tích nguyên thủy này trên không khắp nơi đều là ánh sáng. Mập mập chết bầm này, nghĩ đến tiệt hồ, như thế nào không đẹp chết hắn. Nhìn xem đoạn đức ngự cầu vòng đi xa, hàng phong mới mở miệng nói ra. Xoẹt. Một đạo thần hồng lại hướng nơi này phóng tới, mang theo một mảnh màu đỏ ráng mây, chui vào trên vách đá, vù vù. Chỉ gặp dịp phàm hóa thành một vệt ánh sáng vàng, nhanh chóng hướng về đi qua, đem cái kia món thông linh vũ khí giữ lại, nhìn thoáng qua, là một cái màu máu hạt châu, lập tức nhanh chóng thu vào trong khổ hải. Khẽ lực thao tác, không chút thua kém lúc trước hàng phong bao nhiêu. Hàng phong nhìn xem dịp phàm, gia hỏa này, học cái xấu, không đơn thuần. Ha ha ha. Đoạn mập mạp cười lớn điều khiển thần hồng cực tốc bay tới. Lần này thông linh vũ khí nên thuộc về đạo gia ta đi. Đoạn Đức hạ xuống tới, nhìn xem trên vách đá còn lưu lại ráng đỏ, nhưng không thấy thông linh vũ khí. Bảo vật đâu, đoạn Đức mơ hồ nhìn xem hàng phong cùng dịp phàm. Hắn chạy tới tốc độ đã rất nhanh, có thể thông linh vũ khí vẫn là không thấy. Không thấy. Diệp phàm nói nghiêm túc. Không thấy làm sao lại không thấy. Đoạn Đức tức hỗn hỉnh. Chính là không thấy A. À? về một cái liền không thấy. Diệp Phạm nói nghiêm túc lấy nói láo. Đoạn Đức nhìn xem Diệp Phạm miệng lưỡi dẻo quẹo, tức giận đến Đoạn Đức một tay lấy Diệp Phạm tóm lấy. Cái trắm tiểu hài, ngươi có biết hay không lừa gạt đạo gia ta biết có kết cục gì? Đoạn Đức hung hãn nói. Diệp Phạm chớp chớp sáng tỏ thanh tịnh con mắt, ngây thơ mà hỏi, sẽ có kết cục gì? Hàng Phong nhìn xem Diệp Phạm một trận thao tác, trực tiếp cảm thán cái này mẹ nó học được cũng quá nhanh đi a à, tức chết đạo gia ta đoạn đức đem diệp phàm ném xuống đất tức hỗn hển trống to đoạn đức lập tức lại liếc về phía hàng phong hàng phong thấy thế ngẩng đầu nhìn trời hững hờ huyết sáo phản phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 14 Thanh đế binh nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio liên tiếp tại hai cái tiểu thí hài trên thân ăn quả đắng Đoạn đức một cái kia tức giận đến, hận không thể đem dịp phàm cùng hàng phong tắm kia mặt em bé cho xé nát. Đạo trưởng, ngươi cái này là làm sao vậy, yêu ma phụ thể sao? Dịp phàm từ dưới đất bò dậy, một mặt quan tâm mà hỏi. Thần mẹ hắn yêu ma phụ thể, đừng để ta tại gặp được hai người các ngươi tiểu phá hài. Đoạn đức tức hổn hển đi. Vô lương mẹ hắn cái kia thiên tôn. Nghe được chân trời truyền đến âm thanh, hàng phong cùng dịp phàm nhìn nhau cười ha hả. Ha ha ha. Nơi xa, cái kia năm vị đại nhân vật còn đang không ngừng thôi động vũ khí, tiếng đánh lấy yêu đế cổ mộ. Nơi đó thần quang vô lượng, tiên hà sôi trào, trật tự thần liên như cầu vòng. Trên cung điện cổ yêu văn nở rộ thần quang, cái kia từng mai từng mai yêu văn, hóa thành tiên hoàng, chân lông, kỳ lân, huyền vũ mấy tiên thú, không ngừng phóng thích yêu lực, ngăn cản năm vị đại nhân vật công kích. Oanh! cổ điện tại năm vị đại nhân vật không ngừng công kích đến, cái kia đứt gãy một gốc không ngừng mở rộng. Xoẹt. Lập tức, bên trong nổ bắn ra vô lượng thần hạ, cái kia năm vị đại nhân vật ào ào xuất thủ cướp đoạt, cho dù là cái kia năm vị đại nhân vật thần uy cái thế, nhưng vẫn là có đại lượng thần hà bắn về phía bốn phương tám hướng. Xoẹt. Một đạo hào quang màu tím hướng hàng phong hai người cái phương hướng này phóng tới, nháy mắt chui vào trên vách đá. Còn không đợi Diệp Phạm có động tác, Hàng Phong cũng đã hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt đem cái kia món thông linh vũ khí móc ra. Cái này là một cái nhẫn tử ngọc, bao phủ màu tím mây khói, bên trong có thần hoa ánh sáng lấp lánh chấp động, rất phi phạm. Hàng Phong trực tiếp đem nó thu vào không gian hệ thống, chỉ lo cái kia đạo sĩ bất lương đoạn mập mạp tránh ở một bên, đột nhiên xuất thủ cướp đoạt. Người tốc độ này, độc thân 50 năm cũng không sánh nổi a. À. Dịp Phạm trêu ghẹo nói. Cũng vậy, cái tiếp theo ngươi. Hàng Phong nói. Tại sao lại có thông linh vũ khí hướng cái phương hướng này đến, vô lường cái kia thiên tôn, cái kia hai cái phá tiểu hại sẽ không còn tại đi. Lúc này, đoạn đức âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, liền nhìn thấy đoạn mập mạp điều khiển thần hồng mà tới. Hàng Phong cùng dịp Phạm ngồi dưới đất, mở to hai mắt, nhìn xem đoạn đức, khóe miệng mang theo ý cười. Nhà, đây không phải là phổ độ chúng sinh, hàng yêu trường ma đạo trưởng sao? Tại sao lại trở về? Chẳng lẽ nơi này lại có yêu ma xuất hiện? Hàng phong nháy thanh tịnh con mắt nói. Đoạn Đức quay đầu rời đi, hắn thực tế là không muốn nhìn thấy hai cái này tiểu phá hài. Thông linh vũ khí tìm không thấy, còn muốn bị hai cái tiểu phá hài chọc tức, hắn lên đào chín tầng trời, xuống đào cửu u, lúc nào nhận qua bực này tức giận. Đừng đi a, à, đạo trưởng, nơi này có yêu ma chúng ta sợ hãi. Thấy đoạn đức xoay người rời đi, hàng phong cố ý hô lớn. Đi bà nội hắn yêu ma, cẩn thận đạo gia ta đập chết các ngươi hai cái tranh con. Chân trời truyền đến đoạn đức thanh âm tức giận. Thế nhưng là, đoạn đức đi không bao xa liền lại gãy trở lại. Đạo trưởng, ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về, không phải là muốn giết chúng ta hai cái người đáng thương đi. Hàng phong giả vờ như sợ sệt bộ dáng tiểu thí hài ngậm miệng đạo gia ta rất không cao hứng ta muốn nghiên cứu một chút vách đá này ta mẹ nó không đi ta ngược lại muốn xem xem những cái kia thông linh vũ khí là như thế nào biến mất không thấy gì nữa đoạn đức một mặt ghét bỏ nói hàng phong cùng dịp phàm liếc mắt nhìn nhau xem ra mập mập chết bầm này là phát hiện cái này vách đá không thích hợp đạo trưởng xin hỏi phương danh dịp phàm hỏi dò đoạn đức ánh mắt như điện Nhìn chồng chọc vào dịp phàm. Tiểu phá hại, ngươi đang gây hấn đạo gia ta sao? Hàng phong ánh mắt quái dị nhìn xem dịp phàm, thầm nghĩ, cái này dịp hắc lúc nào như thế dũng rồi. Ta không phải ý tứ kia, chỉ là muốn biết đạo trưởng đại danh, tốt cúng bái cúng bái. Dịp phàm vội vàng đổi giọng. Đồng thời trong lòng cảnh giác, hắn cái này là thế nào rồi? Ngày bình thường có thế không phải như vậy. Nhìn một chút bên cạnh hàng phong, thầm nghĩ xem ra sau này cùng hàng phong vẫn là giữ một khoảng cách tốt, đều bị hắn làm hư. Đạo gia ta họ đoạn, tên Đức. Đoạn Đức bên cạnh nghiên cứu vách đá, vừa nói nói. Đoạn Đức. Quả nhiên rất thất Đức. Diệp Phàm nuốt nước bọt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là đạo gia ta rất hiền lành? Đoạn Đức ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Diệp Phàm. Từng, đoạn đạo trưởng không phải liền là rất hiền lành sao? khắp nơi bôn ba hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Diệp Phạm nói nghiêm túc, nhìn không ra mảy may làm bộ. Đoạn đức cái kia khí A, tiểu tử này thành tâm cùng hắn không qua được sao? Hàng Phong thầm nói, không hổ là ngươi A Diệp Hắc, học được thật mau A. Oanh! 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 Nơi xa, cái kia năm vị đại nhân vật còn đang không ngừng oanh kích cổ điện. Đông hoang nhân tộc chí bảo chưa từng xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể dừng tay. Cùng bạo lực lượng kinh khủng như là chín tầng trời ngân hà treo ngược, vô thượng thần uy khiến người khác không dám tới gần một điểm. Cuối cùng, cung điện cổ kia khó mà tiếp nhận kinh khủng công kích, nổ vỡ đi ra. Từ trong mặt bay vụt ra đại lượng ánh sáng, có mấy vòng ánh sáng như như mặt trời sáng chói, vừa nhìn liền không phải là bình thường thông linh vũ khí. Cái kia năm vị đại nhân vật ào ào xuất thủ, riêng phần mình đoạt được một món vũ khí, đều rất hài lòng. Nhưng cũng có mấy đạo sáng chói như mặt trời thông linh vũ khí đào thoát mấy người bắt, bay về phía chân trời. Oanh! Đúng lúc này, không có tán đi đoạn kia lóa mắt ánh sáng bên trong, đột nhiên xông ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Cái kia đoàn ánh sáng, quá lóa mắt, như là mặt trời bạo liệt. Sáng chói thần quan xẹt qua trời cao, tạo thành cực kỳ đáng sợ sóng năng lượng, khiến chung quanh rất nhiều tu sĩ rơi xuống khỏi trời cao, thân thể ào ào vỡ ra, khủng bố đến cực điểm. Cái kia đoàn ánh sáng tản ra không gì sánh kịp yêu lực, giống như là một cái thế giới đang thiêu đốt, không có gì có thể ngăn cản. Đây là Yêu Đế Đế binh. Có người nói nhỏ. Truy. Cái kia năm vị đại nhân vật bên trong, có 3 vị đuổi theo. Đạo trưởng có một món vũ khí mạnh mẽ nhất hướng chúng ta đến. Diệp Phàm nói. Yêu tộc Đế binh. Đoạn đức nhìn xem cái kia đạo sáng chói đến cực điểm ánh sáng, hưng phấn đến có chút run rẩy. Nếu có thể cướp được yêu tộc đế binh, vậy còn muốn cái khác thông linh vũ khí làm gì? Đây thật là đạo gia ta tạo hóa A, à, yêu tộc đế binh, có thế cũng không so nhân tộc chí bảo kém, nếu có thể lấy được. Đoạn đạo trưởng, ngươi có thể tiếp được cái kia đế binh xung kích sao? Hàng phong sâu kín đánh gãy nói. Đoạn đức vô ý thức nói. Không thể vậy còn không tranh thủ thời gian chạy chờ lấy bị nện thành thịt nát sao hàng phong nhanh chân liền hướng phía dưới núi chạy đi diệp phàm nhìn xem giống như là một tia chớp hướng phía dưới núi chạy đi hàng phong thầm thang không hổ là ngươi hàng phong có chỗ tốt so với ai khác đều chạy nhanh gặp nguy hiểm cũng so với ai khác đều chạy nhanh phát cái gì ngốc chạy a à. đoạn đức kéo lên diệp phàm hóa thành một đạo thần hồng hướng phía dưới núi chạy đi thanh đế binh bắn ra ngàn vạn đạo thần hà, ánh sáng chói lọi, hào quang rừng rực làm cho không người nào có thể mở to mắt nhìn thẳng. Cả phiến thiên địa đều tại mãnh liệt trung rẩy, vô thượng thiên uy ép tới rất nhiều tu sĩ quẳng ngã xuống trên mặt đất, khó mà động đậy. Chỉ gặp thanh đế binh mang theo vô tận ánh sáng vọt tới cái kia đá phiến vách tường. Âm âm một tiếng, nơi đó bị tia sáng bao phủ, vô tận năng lượng đang sôi trào, như biển lớn mênh mông, mênh mông phập phồng chung quanh tới gần người càng là trực tiếp vỡ nát, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ. Cái kia ba vị đại nhân vật cũng bị tung bay, thổ huyết bay rớt ra ngoài, làm người ta giật mình không thôi. Sau một khắc, băng liệt núi đá bên trong phế tích, bay ra cực lớn màu xanh lá bảo bồn, từng đạo từng đạo ánh sáng xanh lục phóng lên tận trời, đem thanh đế binh hút vào. Yêu tộc tụ bảo bồn, thủ bút thật lớn, nguyên lai yêu tộc trước giờ ở đây mưu tính, chuẩn bị kỹ càng đoạn đức sợ hãi tháng phục. Hàng Phong lắc đầu, cái này thanh đế binh còn chỉ là không có thức tỉnh, tại ngủ say bên trong. Nếu không mạnh phế tích nguyên thủy này đều muốn bị áp sập, tất cả mọi người muốn bị đế uy cho ép thành sương máu. Cho dù là nắm giữ đế binh, cũng rất khó trấn áp một món vô chủ đế binh. Tại cái kia tụ bảo bồn bên trong, chỉ thấy một đoàn cực kỳ lóa mắt ánh sáng đang nhấp nháy. Ánh sáng sáng chói mênh mông, vô cùng chói mắt giống như là vũ trụ tinh không ở nơi đó quay vòng, mênh mông khó lường thần lực như là thiên uy, không thể xúc phạm, hừng hực thần hoa không ngừng bắn ra, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Nhìn xem cái kia thanh đế binh, hàng phong cũng rất trong mà thèm, chỉ tiếc, kia là thanh đế lưu cho hậu nhân, hắn cũng không có thực lực đi đoạt. Đang nói, thanh đế còn không có triệt để chết đi đâu, liền dám đánh hắn đế binh chú ý, kia thật là lão thọ tinh ăn thạch tính, chán sống. Tụ bảo bồn phía dưới, xuất hiện một đạo khuynh quốc khuynh thành thân ảnh, phong hoa tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần. Đó chính là yêu tộc công chúa, thành đế hậu nhân nhang như ngọc. Chỉ gặp nhang như ngọc nhanh chóng thu hồi tụ bảo bồn, hóa thành một đạo lưu quan đi xa. Giữa thiên địa chỉ lưu lại một chuỗi như tiếng trời tiếng cười. Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, không phải vậy ta tuy là yêu đế hậu nhân. Cũng khó có thể chân chính thu lấy đại đế chí bảo. Nhìn xem rất nhiều cố gắng, lại vì người khác làm áo cưới, mấy vị kia đại nhân vật dị thường phẫn nộ, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu tộc công chúa nhan như ngọc vượt qua hư không mà đi. Hàng Phong nhìn xem cái kia đạo xinh đẹp tuyệt trần đi xa thân ảnh. Nếu không, ta đi ở trễ yêu tộc, cái kia đại đế chí bảo há lại không phải liền là thuộc về ta. Dịp phàm, đoạn đức nghe Hàng Phong lời nói, rất là kinh dị, người này não đường về như thế nào như thế mới lạ. Phá tiểu hài, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái kia ba tất đinh, có thể ở rễ yêu tộc công chúa sao? Đoạn đức dễu cực nói. Ha ha, thất đức đạo sĩ, đừng xem thường tiểu gia ta, mười năm sau móc ra sẽ để cho ngươi tự ti. Hàng phong ngạo khí nói đến. Diệp phàm im lặng, hai người này lời nói như thế nào quỷ dị như vậy? Lười nhát cùng ngươi nói mò, đạo gia ta còn muốn đi tìm đông hoang nhân tộc chí bảo đây. Đoạn đức tức giận nói. A, à, cái kia chúc ngươi may mắn. Hàng phong gợn sóng nói. Lúc này, có vô số ánh sáng hướng nơi này bay vụt mà đến, mặc dù nói tụ bảo bồn đã bị lấy đi, thế nhưng những cái kia thông linh bảo vật hướng cái phương hướng này bay tới, cũng không có ngừng. Tạo hóa lớn A. À. Đoạn Đức hai mắt hiện ra tia sáng bay đi lên, chặn đường thông linh bảo vật. Cùng lúc đó, một khối miếng đồng xanh bay tới, trực tiếp rơi dịp phàm trên tay. Hàng phong thấy thế, trận cả mắt lên, ta mẹ nó, cái này thật không hổ là thiên mệnh chi tử, hắn tại sao không có tốt như vậy đạo vận? Những cái kia quyết đấu sinh tử tu sĩ, bọn hắn chỗ theo đuổi chí bảo, lúc này đều đã rơi vào dịp phạm túi. Thấy hàng phong con mắt đều xanh, dịp phạm lập tức có dự cảm không tốt, vội vàng nói. đã nói xong tiếp theo thấy món bảo vật thuộc về ta, ngươi cũng không thể nói không tính toán, mà lại bảo vật này thế nhưng là chính mình bay đến trong tay của ta đến. Hắn thế nhưng là biết rõ hàng phong nước tiểu tính, nhìn thấy đồ tốt chính là bộ dáng như vậy. Hàng phong ngượng ngùng cười một tiếng. Làm sao nói đây này, ta là hạng người như vậy sao? Diệp phàm trận nhìn hàng phong một cái, thầm nghĩ, người chính là người như vậy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Đột phá mệnh tuyền Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xoẹt. Xoẹt. Mấy thân ảnh rơi xuống, đem hàng phong cùng Diệp phàm vây quanh. Diệp phàm mặt đều xanh, không phải đâu, đi một cái đạo sĩ béo, lại tới một ban tu sĩ. Tiểu hài, đem trong tay ngươi vật kia lấy tới, cho chúng ta nhìn xem. Một cái tu sĩ là nói. Một khối đồng nát sắc vụn mà thôi, cho bọn hắn đi. Hàng Phong mở miệng nói ra. Diệp Phàm vừa nghe, chỉ có thể cầm trong tay miếng đồng xanh đưa tới. Người kia tiếp nhận miếng đồng xanh, lấy thần thức quét một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần dị, chính là một khối phá đồng. Một khối sắt vụn, thật sự là lãng phí thời gian. Người kia đem đồng xanh ném tới Diệp Phàm trong tay, mấy người điều khiển thần hồng liền đi truy tìm hắn thông linh vũ khí. Sau đó lại có mấy đợt người tới, xem xét Diệp Phàm trong tay đồng xanh, đều lắc đầu rời đi. Lúc này, Vùng này, liền hàng phong cùng dịp phàm tu là thấp nhất, người khác muốn kiểm tra, bọn hắn cũng phản kháng không được. Ha ha, đạo gia ta tạo hóa lớn A. Đoạn mập mập lấy được vài kiện thông linh vũ khí, cao hứng không ngậm miệng được. Mập mập chết bầm này. Dịp phàm thầm mắng. Rõ ràng, đoạn đức cũng là sông dịp phàm trong tay thổi đồng mà tới. Tiểu tử, ta nhìn trong tay ngươi cái kia khối đồ vật, có yêu ma khí tức cùng đạo gia ta có duyên phận, nhanh cho đạo gia ta độ hóa. Đoạn mập mập cười hì hì nói. Một khối phá sắc, ngươi muốn liền lấy đi. Diệp Phàm trực tiếp ném cho đoạn đức. Đoạn đức tiếp nhận miếng đồng xanh, trong lòng có chút không thể tin được, cái này phá tiểu hài, làm sao lại trực tiếp như vậy. Nhưng đoạn đức vẫn là kiểm tra một lần, trái xem phải xem, đều nhìn cũng không được gì, lặp đi lặp lại nhìn một khắc đồng hồ vô lương mẹ hắn cái thiên tôn, khó trách ngươi tiểu tử sản khoái như vậy, một khối phá sắc, lãng phí đạo gia ta thời gian. Đoạn đức ghét bỏ đem đồng xanh ném cho Diệp Phàm Đoạn đạo trưởng, ngươi cũng chớ nói lung tung, cái này thật bảo bối, ngươi cũng đừng nhìn nhầm, đến lúc đó hối hận không kịp. Hàng Phong khẽ cười nói. Đạo gia ta biết bảo vô số, chưa hề nhìn lầm. Đoạn đức tự ngạo nói. Đạo trưởng, đây thật là bảo bối tốt, ngươi còn là tài kiểm tra một chút đi. Diệp Phạm cũng nói nghiêm túc. Đúng vậy a, à, cái này thế nhưng là bảo bối tốt, tiểu phá hài chính ngươi giữ đi. Nói xong đoạn đức điều khiển thần hồng rời đi, hắn nơi đó nghe không hiểu, hai cái này tiểu phá hài đang dễu cợt hắn. Nhìn xem đoạn đức sau khi đi, hàng phong ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia miếng đồng xanh liền không thả, trong mắt tỏa ánh sáng. Một khối đồng nát sắc vụn, nếu không, vẫn là cho ta đi, ta không chê hàng phong mở miệng nói ra dịp phàm nhìn xem hàng phong ánh mắt kia âm thầm im lặng nếu không phải biết rõ ngươi cái gì làm người ta còn thực sự tin chuyện ma quỷ của ngươi chúng ta huynh đệ đã nói xong một người một món đại lão gia một miếng nước bọt một cái đinh sao có thể đổi ý đâu coi như lúc này đồng nát sắc vụn ta cũng nhận dịp phàm chính nghĩa nghiêm trang nói hàng phong ánh mắt sâu kín nhìn xem dịp phàm tiểu tử này không tốt hồ lộng a à. diệp phạm nói xong liền đem miếng đồng xanh thu vào trong khổ hải sau một khắc thay đổi sắc mặt đến lúc này diệp phạm phát hiện đồng xanh dị thường hàng phong cũng hết hy vọng ai kêu đối phương là thiên mệnh chi tử đâu bảo vật mình rơi vào trong tay đối phương hắn muốn cướp trước một bước hạ thủ đều không có cơ hội đi thôi nơi này xem như loạn nó bảo vật của hắn cũng không có chúng ta cái gì phần nhìn xem kém chút đào sâu ba thước một chúng tu sĩ, Hàng Phong lắc đầu, muốn phải nhặt nhạnh chỗ tốt, đã không thực tế. Hai cái rời đi khu vực kia. Ngươi tính thế nào, là ở đây nhìn xem, vẫn là trực tiếp rời đi. Hàng Phong hướng Diệp Phạm hỏi. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Phạm nói. Ta nghĩ lại nhìn một chút, có thể hay không tìm tới vài cộng linh dược. Hàng Phong biết rõ, Diệp Phạm được đạo kinh cùng đồng sanh hai loại chí bảo, nghĩ đang chờ đợi, nhìn có thể hay không thu hoạch bảo vật gì. Vậy ta liền rời đi trước, chính ngươi chú ý an toàn, về sau thấy. Hàng Phong cùng Diệp Phàm tạm biệt về sau, liền xoay người rời đi, trong khổ hải thần lực tuôn hướng dưới chân, chạy vội như yến, nhanh nhanh rời đi nguyên thủy phế tích. Hắn biết rõ, rất nhanh những đại nhân vật kia không có có thể tìm tới nhân tộc chí bảo hoang tháp, liền muốn phong tỏa mạnh phế tích nguyên thủy này. Mà hắn ở chỗ này, đã không có thu hoạch gì, hệ thống cũng xuống dây, không tại cho đánh dấu, tại đây tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa. Rời đi nguyên thủy phế tích về sau, hàng phong tìm một cái phương hướng, cực tốc mà đi. Làm rời đi nguyên thủy phế tích đủ xa về sau, hàng phong cái này mới dừng lại. Tìm một cái hẻo lánh sơn động, hàng phong bắt đầu phục dụng yêu đế tâm huyết, nhìn xem có thể hay không đánh phá cực hạn. Một giọt ống ánh sáng long lanh tinh huyết lơ lửng ở hàng phong trên tay, màu đỏ ánh sáng lượn lờ quan hoa ngút trời dân trào sinh mệnh tinh khí khó có thể tưởng tượng cái này yêu đế tâm huyết đã bị luyện hóa sát khí chỉ còn lại có thuần túy tinh hoa bằng không mà nói một giọt đế huyết liền có thể đơn giản xóa bỏ đại thánh càng đừng đề cập hàng phong loại này nhỏ yếu gà hàng phong há miệng liền đem yêu đế tinh huyết nuốt vào bàn bạc vô cùng sinh mệnh tinh hoa nháy mắt tan ra hóa thành vô tận ánh sáng máu xông ra khổ hải hướng về thân thể của hắn các nơi lan tràn mà đi tại thời khắc này hàng phong nhục thể đều đang run rẩy giống như là tại bị rèn luyện lúc này hắn bảo thể tách ra quan hoa chói mắt màu máu bao phủ thân thể của hắn hàng phong thân thể một mảnh đỏ thẫm toàn thân mạch máu đều tại thư giãn huyết dịch như lao nhanh sông lớn phát ra ầm ầm rung động thanh âm hắn toàn thân xương cốt trắng toát có ánh sáng lấp lánh chớp động cạc cạc rung động giống như là tại bị rèn đúc tinh thiết. Ngũ tạng lục phủ phát ra rất nhỏ rung động, lấy kỳ dị nào đó tần suất cộng minh. Một giọt yêu đế tâm huyết, hướng chảy các vị trí cơ thể, tại tẩy lễ huyết nhục của hắn, tại rèn luyện thân thể của hắn. Loài kia dân trào lực lượng, đang không ngừng xung kích, muốn đánh vỡ hàng phong thân thể cao nhất. Đây là một cái phi thường chậm rãi quá trình, hắn mỗi một tấc máu thịt, da thịt, xương ống chân, đều bị được cường hóa, rèn luyện, như là thoát thai hoáng cốt. Làm thân thể của hắn rèn luyện đến cái nào đó điểm giới hạn về sau, phản phất có một đạo gông xiền bị đánh vỡ, xông phá tất cả trói buộc. Một cổ thần bí lực lượng cùng bạo, từ thân thể bên trong diễn sinh, chảy xuôi đến thân thể mỗi một chỗ, không ngừng tăng cường thân thể của hắn nhục thân. Làm đánh vỡ cái kia đạo gông xiền về sau, đột phá nhục thân tại khổ hại cảnh giới cao nhất, trong cơ thể hắn khổ hại cũng phát sinh biến hóa màu vàng khổ hải sóng lớn vạn trọng, đại dương mênh mông cuốn lên trời cao, cái kia ngọn núi lửa bộc phát, thần lực dân trào như nước thủy triều, mệnh tuyền phun trào, tại thời khắc này triệt để sôi trào. Âm âm. Giờ khắc này, trong sơn động truyền ra tiếng vang âm âm, sau đó cực lớn tiếng biển gầm vang vọng đất trời, từng trận sấm sét đinh tai nhức ốc. Khí tức cường đại từ hắn trên người bộc phát ra, cả tòa sơn động đều đang lay động hàng phong toàn thân tinh khí dân trào như đại dương mênh mông, hoàng kim thần hỏa tại hắn bên ngoài cơ thể cháy hừng hực, lúc này hắn như một tôn hoàng kim chiến thần xếp bằng ở cái kia, thần uy che đậy thiên địa. Đang đánh phá cực hạn một khắc đó, hắn mệnh tuyền tự chủ phun trào, trực tiếp đánh vỡ giới bích, đột phá đến mệnh tuyền cảnh giới. Hàng phong mở to mắt, mắt sáng như sao sáng chói, phun tỏa hào quang. Đánh vỡ cao nhất, thuận thế đột phá đến mệnh tuyền cảnh giới, Hàng Phong cảm thấy nhục thể cường hoành, so lúc trước cường đại mấy lần. Nắm đấm nắm chặt nháy mắt, lập tức ánh sáng vàng chói lọi, hắn cảm giác tự hồ có thể đem thiên địa này đánh xuyên qua. Giờ khắc này, cho dù là thần kiều cảnh giới tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đem nó oanh bạo. Hàng Phong đứng dậy, ở trên người hắn nhiều một cổ ngưng trọng khí thế. Khí tức bên ngoài thả ra, cả tòa sơn động đều tại mãnh liệt lay động trên mặt đất xuất hiện từng đạo từng đạo khe nước to lớn, khủng bố đến cực điểm. Hắn cảm nhận được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, huyết nhục trong sáng không một hạt bụi, toàn thân ống ánh, lập lòe một chút ánh sáng lộng lẫy. Lần này thuế biến, để hắn lần nữa thoát thai hoáng cốt. Lập tức, hàng phong hóa thành một vệt ánh sáng vàng, xông ra ngoài động, có đạo kim sắc thần hồng bao phủ toàn thân, hướng bầu trời bay đi. Màu vàng khổ hải trung tâm nhất, mệnh tuyền trốc trách mà chảy, trao đổi sinh mệnh chi luân, thần tuyền đang không ngừng phóng thích dân trào thần lực. Đột phá mệnh tuyền cảnh giới, cuối cùng có thể dài lâu cưỡi cầu vòng mà đi. Đứng ở trong trời cao, nhìn về phương xa, hàng phong trong lòng dân lên vô hạn hào hùng, ngự không phi hành, là hắn tha thiết ước mơ, bây giờ lại thực hiện. Giỏi mắt trông về phía xa, mặt đất bao la, núi sông tráng lệ, thu hết vào mắt. Phản phất thiên địa này, đều bị hắn đạp tại dưới chân, để người không tự chủ được sinh ra một cổ khí thôn sơn hà chí khí hào hùng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Một kiếm phá vạn phát Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hàng Phong điều khiển thần hồng phi hành, vẫy vùng giữa thiên địa, một đạo kim sắc thần hồng xẹt qua chân trời. Cũng không biết phi hành bao lâu, tại nhìn thấy xa xa thành trì về sau, Hàng Phong mới dừng lại. Đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi, Hàng Phong đem cường đại cùng khí thế bén nhọn thu liễm. Tại lặng yên đọc một lần đạo kinh về sau, trên người hắn nhiều một cổ tường hòa cùng yên tĩnh khí chất. Cả người nhìn sạch không tì vết, tay áo phiêu động, giống như là trích tiên giáng trần gian. Có được một cổ linh hoạt kỳ ảo mà phiêu giật khí chất, cho người một cổ tự nhiên cảm giác. Ở trong cơ thể hắn, màu vàng khổ hải lúc này yên tĩnh tường hòa, lại không gần sóng sóng lớn cùng lôi điện. Khổ hải chính vị trí trung tâm, một con suối cuồn cuộn phun trào tràn đầy sinh mệnh khí tức tuôn ra thần lực cuồn cuộn nguyên không dứt đang chảy thu liễm khí tức hàng phong hướng thành trì mà đi trên đường đi thương đội người đến người đi nhìn thấy hàng phong những cái kia thương đội đều khách khí để đi thực tế là hàng phong trên thân cái kia cổ yên tĩnh phiêu miễu khí chất để người cảm thấy phi phàm tiến vào bên trong thành trì hàng phong tìm mới ra tửu lâu lúc này trong tửu lâu tiếng người huyên náo thế gian trong thành trì khói lửa khí tức nặng nhất có thể đây đối với hàng phong đến nói xác thực nhiều hơn mấy phần sinh khí cả ngày không phải chờ tại rừng sâu núi thẳm chính là chờ tại vết chân hiếm thấy địa phương hoàn toàn không cảm giác được nhân gian khói lửa khí tức khách quan ngài thịt rượu mời chậm dùng hàng phong uống rượu ăn đồ ăn nóng cảm giác phá lệ yên tĩnh tựa hồ rất hưởng thụ nghe nói không sát vách yến quốc xuất hiện yêu đế mộ thật nhiều thánh địa thế gia, đều chạy đến Yến quốc đi, nghe bên kia người tới nói, bây giờ Yến quốc, có thế náo nhiệt. Nghe sát vách bàn nói chuyện, hàng phong vậy mà phát hiện, mình đã ra Yến quốc. Cái kia yêu đế mộ náo nhiệt bất quá vừa mới bắt đầu, chờ Trung Châu bên kia Hoàng Triều Thánh địa biết rõ tin tức, đến lúc đó cũng tới xía vào. Nhưng kia cũng là phí công, đồng hoàng nhân tộc chí bảo hoàng tháp bây giờ trong tay thanh đế, đồng xanh cùng đạo kinh bị dịp phàm đoạt được, thanh đế trái tim cùng thanh đế binh bị thanh đế hậu nhân nhang như ngọc đoạt được. Những người khác, rất khó có cái gì lớn thu hoạch. Hàng Phong tại tòa thành trì này bên trong ở lại. Bây giờ, hắn đã bước vào mệnh tuyền cảnh giới, nên suy nghĩ tế luyện thuộc về mình khí. Diệp phàm tế luyện, là đỉnh, vô thủy đại đế chính là chuông, hoang tháp là hoang thiên đế tại trí tôn cảnh thời điểm luyện chế, ngoan nhân đại đế lấy tự thân luyện chế thôn thiên ma bình, hư không đại đế vũ khí là hư không kính, hàng vũ đại đế chính là lò. Những thứ này khí, là khó khăn nhất luyện chế, nhưng rất mạnh. Hàng Phong đang suy tư, chính mình nên lựa chọn cái gì làm vũ khí của mình. Chuông, thác, đỉnh, gương, lò. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Hàng Phong lựa chọn tế luyện một thanh kiếm. Quân tử làm phối kiếm. Kiếm chính là công phạt chi vương, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm gãy vạn cổ. Đạo Kinh, Luân Hải Thiên bên trong, liền ghi chép tế luyện khí pháp môn. Làm ra quyết định, Hàng Phong liền không ở do dự, Hàng Phong chiếu theo đạo kinh bên trong pháp môn, bắt đầu ngưng tụ kiếm hình thức ban đầu. Mà tế luyện vũ khí, đầu tiên liền muốn trưởng khống trong khổ hải thần văn. Mỗi một đạo thần văn đều giống như một đạo thần thiết dây xích, lượng lờ tại màu vàng khổ hải trên không, đây là từ sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái tu sĩ có thể đem thần văn tế thành đủ loại vũ khí hình dạng, như phi đao, chủy thủ, đỉnh, chuông, kiếm các loại. Đem nguyên thủy, thần văn, rèn luyện thành khí, đối với tu sĩ đến nói phi thường trọng yếu, về sau thu hoạch được luyện khí thần vật, đem cả hai hợp lại làm một, lặp đi lặp lại tế luyện, mới có chân chính cường đại vũ khí. Hàng Phong nhìn xem trong cơ thể khổ hải lên cái kia mấy trăm đạo thần văn, muốn phải đem những thứ này thần văn toàn bộ ngưng tụ, rèn đúc tế luyện thành kiếm phôi sợ cũng là một cái đại công trình hàng phong tây cầm hạt bồ đề dựa theo đạo kinh bên trong ghi lại phương pháp bắt đầu tế luyện cái kia từng đạo từng đạo thần văn một tháng sau cái kia mấy trăm đạo thần văn mới bị hàng phong hòa tan rèn luyện hình thành một thanh kiếm phôi thai màu vàng tiểu kiếm bất quá dài gần tất phiêu phù ở trong khổ hải vàng chói mắt như là một kiếm tác phẩm nghệ thuật hoàng mỹ kiếm phôi sơ bộ hình thành lúc cần phải lúc tế luyện để trong đó sinh ra đạo văn một hơi đem mấy trăm đạo thần văn ngưng tụ thành kiếm phôi kém chút không có đem hàng phong mệt mỏi hư thoát nhưng nhìn chính mình tế luyện ra kiếm hàng phong trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành công hắn chờ mong một kiếm phá vạn pháp ngày đó hàng phong nghỉ ngơi mấy ngày tại bên trong thành trì đi dạo bán băng đường hồ lô linh quả chế tác băng đường hồ lô bán bánh nướng linh thú bánh nhân thịt bánh nướng nhân sâm, 100 năm sâm núi. Hàng phong một đường đi qua, cho dù là phàm tục, cũng chịu tu hành giới ảnh hưởng rất lớn. Cơ hồ người người đều lấy có thể bái nhập tu hành tiên môn làm vinh. Nếu là nhà kia có hài tử thành công bái nhập tiên môn, gia tộc kia đều sẽ cuộc khởi. Ở trong môi trường này, đây là tất nhiên, người người tôn trọng cường giả, đều khát vọng cao cao tại thượng. Dù sao, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé hàng phong lặp đi lặp lại tế luyện kiếm thời gian vội vàng lại là một tháng trôi qua khổ hại phía trên cái kia thanh màu vàng tiểu kiếm bị hàng phong rèn luyện trăm ngàn lần bây giờ đã định hình thân kiếm vàng chói mắt lộ ra sắc bén ánh kiếm hàng phong tâm niệm vừa động kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức xông ra ngoài thân thể kiếm khí sắc bén nháy mắt đem phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà chém thành hai nửa kiếm nhỏ màu vàng kim nổi giữa không trung vây quanh hàng phong phi hành. Khách quan, xảy ra chuyện gì? Trong phòng động tĩnh dẫn tới hầu bạn hỏi thăm. Hàng phong đi ra, đối hầu bạn nói. Đi vào thu thập một chút, tổn thất đều nhớ ta trương mục. Đúng, khách quan. Hầu bạn đi vào trong nhà, nhìn xem bị chỉnh tề cắt thành hai nửa đồ dùng trong nhà, trận mắt ngoát mồm, cái này là cái gì lực lượng làm đến? Hàng Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, điểm thịt rượu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ kia là vạn trượng hồng trần khói lửa một người trung niên đi lên tửu lâu trong đám người liếc nhìn một vòng liền hướng phía hàng phong cái phương hướng này đi tới trung niên nhân kia đi tới ngồi xuống hàng phong đối diện tiểu huynh đệ nơi này không có người đi trung niên nam tử kia mở miệng nói ra hàng phong nhìn xem người tới ngươi tất cả ngồi xuống đến mới hỏi có người hay không ngươi lễ phép sao không ngại rượu này ta lấy một chén uống trung niên nam tử kia thấy hàn phong không nói gì tiếp tục nói ta muốn nói rất để ý đây hàn phong đinh lên trước mắt cái này trung niên nam nhân nói không có việc gì ta không ngại là được nam tử trung niên chính mình cho mình rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch hàn phong không mò ra người này là cái gì nội tình da mặt ngược lại là đủ dày tiểu huynh đệ ta gần nhất gặp được một điểm phiền não sự tình Cháu ta bị người giết, ngươi nói ta nên làm cái gì mới phải đây? Nam tử trung niên tự mình nói, làm cho Hàng Phong không hiểu thấu. Cháu ngươi bị người giết, cũng không phải cháu ta bị người giết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu là lời của ngươi, tiểu huynh đệ ngươi nên làm như thế nào? Nếu là ta, ta còn không có cháu trai, không biết nên làm thế nào? Hàng Phong gận sóng nói. Nam tử trung niên sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới Hàng Phong biết trả lời như vậy hắn. Cái này hoàn toàn không ấn thông thường sáo lộ ra bài A. À. Người bình thường không nên trả lời nói nếu là ta, ta biết thay cháu trai báo thù, giết cái kia hung thủ. Rõ ràng, không thể từ Hàng Phong nơi này nghe được hắn muốn nghe, nam tử trung niên nhíu mày một cái. Xem ra tiểu hữu là không có thể vì ta giải hoặc, cũng được, ta cái này làm thúc thúc, cũng không thể để cháu trai cứ như vậy chết đi, dù sao cũng phải để hung thủ đi cùng hắn, bằng không âm gian hắn đi không cam tâm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Chém thần kiệu tu sĩ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cho nên Cho nên, còn mời tiểu hữu chịu chết. Nam tử trung niên trong mắt sát ý bình bắn. a à, xem ra là ngươi yên hạ động thiên người rồi. Hàng Phong thấy thế, cái này mới phản ứng được xem ra, ta cũng không có tìm lầm người. Nam tử trung niên gật gật đầu. Hàng Phong suy tư một chút, lấy ra một khối ngọc đến, ngọc bội này, là hắn chém giết yên hạ động thiên tu sĩ đoạt được. Là nguyên nhân này sao? Hàng Phong hỏi. Xem ra ngươi còn không tính quá đần. Lấy được đáp án, Hàng Phong thầm nói, chính mình vẫn còn có chút chủ quan, tại tu hành giới, loại này thông thường thủ đoạn, hắn vậy mà quên đi. Hàng Phong trong tay toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, thiêu đốt ngọc bội rất nhanh, bên trong một đạo ấn ký liền bị đốt đi. "Xem ra là ta chủ quan." Hàng Phong nói. "Kiếp sau, vẫn là làm người bình thường đi." Nam Tử Trung Niên nói. "Ngươi liền khẳng định như vậy ăn chắc ta sao?" Hàng Phong khẽ cười nói. Hai người như là bạn chí cốt trò chuyện, hoàn toàn nhìn không ra là tử địch. Xem ra, tiểu hữu đối mình thực lực rất là khẳng định tự tin a à. Nam tử trung niên lộ ra một vòng dẻo cực kẹt hàng phong đem ngọc bội một ngón tay ấn vào trên mặt bàn sau đó hóa thành một đạo thần hồng phóng lên tận trời Nam tử trung niên thấy thế cũng không nóng nảy chậm rãi đứng dậy hóa thành một đạo thần hồng đuổi theo tiên tiên nhân chúng ta vậy mà nhìn thấy tiên nhân trong tử lâu những người bình thường kia nhìn thấy một màn này kích động không thôi hàng phong tại trên đỉnh một ngọn núi ngừng lại lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát một đạo thần hồng mang theo ánh sáng bay tới ngươi ngược lại là tự tin lại còn dám dừng lại chờ ta ta không biết ngươi là ngây thơ vẫn là thật gan lớn không sợ chết nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem hàng phong ta chỉ đối mình thực lực tự tin hàng phong dững dưng cười một tiếng ngươi không biết không sợ nam tử trung niên trong tay thình lình xuất hiện một thanh phi kiếm thanh phi kiếm kia nháy mắt phân hóa thành tám thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận nam tử trung niên vung tay lên tám thanh phi kiếm nháy mắt bay đến hàng phong trên không tiểu tử kiếp sau con mắt sáng lên điểm đầu thai đầu thai vào gia đình tốt nam tử trung niên trong tay phát quyết khẽ động tám thanh phi kiếm nháy mắt hướng hàng phong đánh tới như là tám đạo sáng chói thần hồng ẩn chứa lực lượng cường đại hàng phong thần lực vận chuyển, trong khổ hải mệnh tuyền dân trào, cả người như là bị hoàng kim hỏa diễm bao phủ, như một tôn thiên thần đứng ở cái kia, cả người khí chất đại biến. Nhìn xem rơi xuống phi kiếm, hàng phong nhảy lên một cái, toàn thân thần lực dân trào, hoàng kim thần hỏa cháy hừng hực. Cả người giống như là một vòng màu vàng mặt trời mọc, hào quang rực rỡ. Hàng phong lúc này tóc đen tung bay, tại chung quanh hắn ti chấp lượng lờ, vô tận sáng chói ánh sáng thần thánh đem hắn bao phủ. Oanh! Nắm đấm màu vàng ống bộc phát ra kinh khủng thần lực đến, hàng phong tay không oanh kích thần kiều tu sĩ tế luyện ra vũ khí. Một cổ cường đại thần lực đánh ra, hàng phong nắm đấm như là màu vàng thần thiết tạo thành, đánh vào cái kia tám thanh phi kiếm bên trên. Âm! Sau một khắc, cái kia tám thanh phi kiếm liền biến thành vô số mảnh vỡ, bay bắn đi ra nhìn xem hàng phong tay không đánh nát chính mình tế ra sát kiếm, quy thế như vậy, để nam tử trung niên kinh hãi. Hắn nghĩ không ra, cái này nhìn bất quá 11-12 tuổi thiếu niên, vậy mà như thế dũng mãnh. Xem ra, đúng là ta xem thường ngươi, tại ngươi cái tuổi này, có tu vi như thế, xác thực đáng giá tự ngạo, nếu không phải giết cháu ta, ta còn thực sự nghĩ thu ngươi vào ta yên hà động thiên tu hành. Đáng tiếc, hôm nay ta muốn bóp chết một thiên tài. Nam tử trung niên nhìn xem chính mình tế ra vũ khí bị hủy, cũng không có cảm thấy đau lòng, mà là lại tế ra khác một đêm trường đao đánh tới. Trường đao chém ra, ánh đao vạch phá bầu trời, bộc phát ra vô tận ánh sáng xanh, như một đầu xanh biết sông lớn cuộn trào mãnh liệt, hướng hàng phong chém dết mà tới. Có thể bị ách sát thiên tài, cũng không phải là thiên tài, có thể chiến thắng tất cả địch nhân thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Hàng phong không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, như thần thiết đúc thành, toàn thân ống ánh lập lòe, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, bất quá trong chốc lát, liền đánh nát như sông dài ánh đao. Sau một khắc, hàng phong liền đến tiến vào, song tay nắm lấy nam tử trung niên trong tay trường đao. Ngươi! Nam tử trung niên nhìn xem hàng phong vậy mà như thế cường thế, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền đánh nát ánh đao, càng là tay không tiếp được hắn chém ra trường đao, trong lòng khiếp sợ không thôi hàng phong hai tay vừa dùng lực liền đem cái kia trường đao xếp thành hai đoạn thần kiều tu sĩ tế luyện vũ khí liền dễ dàng như vậy bị hàng phong bẻ gãy đồng thời hàng phong vung quyền hướng về phía trước đánh tới nắm đấm màu vàng ống lực như thiên quân đấm ra một quyền trên bầu trời giống như là có màu vàng sóng lớn mãnh liệt mà qua nam tử trung niên nhanh chóng lùi về phía sau tại hắn thân phía trước một cái cổ thuẫn hiện ra ngăn lại hàng phong oanh kích mà đến nắm đấm quanh. Một tiếng vang thật lớn, cổ thuẫn vỡ vụn thành mười mấy cánh, từ không trung rơi xuống. Nam tử trung niên bị cự lực chấn động đến bay rớt ra ngoài, trong miệng thổ huyết, một quyền kia, vậy mà chấn thương nội tạng của hắn, trong lòng của hắn lúc này kinh hãi vô cùng, lại cũng khó có thể duy trì đạm định. Thực tế là hàng phong cường đại, hoàn toàn vượt qua ra dự liệu của hắn, lại ẩn có thắng qua sự cường đại của hắn thực lực. Có thế tay không đối cứng vũ khí, đem thần kiều tu sĩ tế luyện vũ khí oanh thành bả vụn đây là gì loại thể chất chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thể một loại cường đại thể chất sao ngươi thật quá làm cho ta chấn kinh nghĩ không ra mới mệnh tuyền cảnh giới vậy mà có thể sánh vai thần kiều cảnh giới tu sĩ hiện tại ta thật muốn đem dẫn ngươi vào ta yên hà động thiên ngươi nghĩ không ra đồ vật nhiều lắm xem ra ngươi cái này thần kiều tu sĩ cũng chẳng ra sao cả nếu là như vậy lời nói ta liền tiễn ngươi lên đường Đi gặp cháu ngươi Hàng phong ngữ khí băng lãnh nói Nếu ngươi thật coi là Thần kiều tu sĩ cứ như vậy Vậy liền mười phần sai Đã như vậy Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi Nam tử trung niên dứt lời Toàn thân nở rộ sáng chói thần quang Từ khổ hải của hắn bên trong Bay ra một tòa thần tháp đến Cái kia bảo tháp toàn thân lưu ly Toàn thân bao phủ ánh sáng sáng chói Như một vành mặt trời ngang treo ở cái kia đây là nhà ta tổ tiên truyền xuống tới vũ khí, siêu việt bỉ ngạn cảnh giới, có thể chết ở tôn này thần tháp phía dưới sẽ là vinh hạnh của ngươi. Nam tử trung niên ngưng tụ toàn thân thần lực thôi động thần tháp, tôn kia chính tầng lưu ly thần tháp lập tức nở rộ hào quang ống ánh, chói mắt lóa mắt, trong đó đạo văn lấp lóe, vậy mà là một tôn đang dệt ra đạo cùng lý vũ khí. Xem ra trung niên nam tử này tổ tiên đã từng xa xỉ qua a. À? lại có người có thể luyện chế ra cái này nhóm vũ khí tới. Cái này nhóm vũ khí, hẳn là các ngươi gia tộc trấn tộc vũ khí đi, vậy mà bỏ được nhiều ngươi mang ra, chính là vì đối phó ta. Hàng Phong khẽ cười nói. Cũng không phải là vì đối phó ngươi, ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi. Nam tử trung niên lắc đầu, tiếp tục thôi động thần lực, cũng không có ngừng. Cái này chính là của ngươi lá bài tẩy lời nói, vậy vẫn là mời ngươi lên đường đi. Hàng Phong không có ý định lại kéo. Trừ bỏ cái này đạo cung cảnh giới tu sĩ tế luyện vũ khí, trước mắt trung niên nam tử này, hoàn toàn vô pháp bức ra hắn toàn bộ chiến lực tới. Giọng giạc. Tiễn ngươi lên đường. Nam tử trung niên thúc giục thần tháp, liền hướng Hàng Phong trấn đến, muốn đem Hàng Phong xóa bỏ. Thực tế là Hàng Phong tìm lực để hắn sợ hãi, lúc này mới mệnh tuyền cảnh giới mà thôi, liền có cường đại như thế chiến lực, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu là tại để hàng phong trưởng thành tiếp, đừng nói hắn yên hà động thiên trương gia, chính là toàn bộ yên hà động thiên, đều muốn hủy diệt. Ngươi sẽ không coi là, chỉ có ngươi có vũ khí đi. Hàng phong lộ ra hàm răng trắng noãn cười nói. Cái gì? Nam tử trung niên trong lòng dân lên một cổ dự cảm không tốt. Sau một khắc, hàng phong trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, lượng lờ lấy màu xanh ánh sáng. Xoẹt. Hàng phong thôi động chủy thủ chém ra, một đạo sáng chói vô cùng màu xanh thần quang xẹt qua chân trời, như là thủy triều che ngập bầu trời mãnh liệt mà đi. Hào quang rực rỡ đến cực hạn, nháy mắt chém qua. Oanh. Cái kia chính tầng lưu ly thần tháp còn không có trấn áp xuống, thần tháp liền mất đi tia sáng, phá vỡ thành hai mảnh. Trung niên nam tử kia ánh mắt khó có thể tin nhìn xem hàng phong, từng bước thần sắc tan rã, toàn bộ thân thể chia hai nửa, từ không trung rơi xuống. Hắn tới chết đều khó có thể tin, hàng phong trong tay lại có cường đại như thế vũ khí. Nhìn trong tay thông linh chủy thủ, lại nhìn một chút bị chỉnh tề chém thành hai nửa đạo cung cảnh tu sĩ tế luyện thần tháp, hàng phong hài lòng gật đầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Ta chính là cơ đại đức. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể, Hàng Phong cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Tu tiên giới chính là như vậy, hai bên sát phạt không ngừng, người này là cháu hắn muốn giết hắn, song phương liền đã là tử địch. Đối đại địch nhân, Hàng Phong từ sẽ không nhân từ nương tay. Nhân từ nương tay người, tại đây trong giới tu hành, sống không lâu. Kẻ giết người, sớm hay muộn sẽ bị giết. Có lẽ có một ngày, hắn chết tại nào đó địch nhân trong tay, hắn cũng sẽ không có câu oán hận từ hắn đạp lên con đường tu hành một khắc kia trở đi, liền đã có này giác ngộ. Hàng Phong trong tay đánh ra một đạo thần hỏa, rơi vào cái kia bị chém thành hai nửa trên thi thể, đem nó hỏa tán. Sau đó xem xét khẽ lật bị chém thành hai nửa thần tháp, trong đó linh tính hoàn toàn biến mất, dựng dục ra đạo văn cũng bị Hàng Phong chém sạch sẽ, hoàn toàn mất đi giá trị. Hàng Phong tiện tay vứt bỏ, sau đó điều khiển thần hồng rời đi. Hàng Phong cũng không có tài trở về tòa thành trì kia, hắn cùng Yên Hà Động Thiên đã kết thù. Mặc dù không e ngại cái kia Yên Hà Động Thiên, nhưng bây giờ hắn cũng không có đối đầu toàn bộ Yên Hà Động Thiên thực lực. Đồng thời, Hàng Phong cũng đem trên thân tất cả tịch thu được đồ vật đều kiểm tra một lần, để phòng có ấn ký lưu lại, lần nữa bị Yên Hà Động Thiên người tìm tới. Hàng Phong lần nữa đi xa, nửa tháng sau, Hàng Phong đi tới Ngụy Quốc, đã cách xa Yến Quốc. Hàng Phong sở dĩ cách xa Yến quốc, là bởi vì tiếp qua một hai năm, những cái kia thánh địa thế gia, muốn cưỡng ép tiến vào hoang cổ cấm địa hái thần dược. Đến lúc đó, bọn hắn một ban đồng học, đều sẽ bị chọc tới tùy hành, tiến vào hoang cổ cấm địa. Mặc dù bên trong hoang cổ cấm địa có thần dược cùng thần tuyền, thế nhưng Hàng Phong lại không muốn bị những cái kia thánh địa thế gia bắt đi làm hái thuốc nô. Bởi vậy, sớm rời đi cái chỗ kia. Đi tới Ngụy Quốc, Hàng Phong trước tiên chính là tìm hiểu một cái cái này ngụy quốc tu hành giới. Trải qua mấy ngày tìm hiểu về sau, Hàng Phong mới đánh tra rõ ràng, hắn vị trí địa vực, tại ngụy quốc Nam Bộ. Cái này ngụy quốc Nam Bộ tu hành giới, chỉ có ba nhà thế lực, chia làm thanh vi động thiên, tử vân động thiên, thiên phục sơn ba nhà tu hành thế lực. Mà đúng lúc, cái kia thanh vi động thiên chân chính chiêu thu đệ tử. Hàng Phong suy tư một chút, quyết định đi cái này thanh vi động thiên giấu một đoạn thời gian. Luôn hướng rừng sâu núi thẳm chạy, hàng phong đều có chút chán ghét. Tra rõ ràng thanh vi động thiên vị trí, hàng phong liền tiến về trước thanh vi động thiên. Đi tới thanh vi động thiên trước sơn môn, lúc này đã tụ đầy người, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, vì có thể tiến vào thanh vi động thiên, những thiếu niên này thật sớm tại phụ mẫu tộc nhân đồng hành lại tới đây. Hàng phong lẫn vào trong đám người, chậm rãi chờ đợi. Hồi lâu, từ thanh vi động thiên sơn môn bên trong đi ra mấy cái sợi râu bạc trắng lão nhân, nhìn tiên phong đạo cốt, rất có cao nhân đắc đạo diễn xuất. Tiên nhân, tiên nhân ra đến rồi. Tiên nhân, hai tử nhà ta từ nhỏ đã linh khí, rất có tiên cốt, cầu các ngươi thu hài tử nhà ta vào sơn môn đi. Tiên nhân, hai tử nhà ta từ nhỏ nhận biết đạo tàng, chính là tu mầm tiên tử. Hiện trường lập tức hỗn loạn tưng bừng ồn ào, mỗi một cái mông con hơn người gia trưởng đều đang điên cuồng chào hàng lấy nhà mình tiểu hài. Hiện trường một màn này, thấy hàng phong trận mắt ngoát mồm, rất là ảo giác. Các ngươi coi là mình hài tử là rau cải trắng, điên cuồng chào hàng sao. Yên lặng. Một cái lão giả quát khẽ. Thanh âm không lớn, lại truyền vào trong tai mỗi một người, như có một cổ an lực lượng của thần, để kích động đám người an tĩnh lại hôm nay chính là ta thanh vi động thiên mở sơn môn thu độ ngày, muốn phải vào ta thanh vi động thiên, cần thông qua ta thanh vi động thiên khảo nghiệm. Lập tức lão giả vung tay lên, sau người xuất hiện một đầu thông thiên đường cổ. Thông qua cái này đường lên trời người, đến đại điện người, tức là thông qua khảo nghiệm, có thể vào ta thanh vi động thiên tu hành. Hàng Phong đứng ở trong đám người, nhìn xem lão giả kia một trận thao tác, tại những người bình thường này xem ra như là thần tích, trong mắt hắn bất quá là một chút chướng nhãn pháp nhưng hàng phong cũng không có vạch trần mà là cùng thiếu niên khác như thế giả vờ như rất khiếp sợ rất hướng tới bộ dáng hiện tại mời tham dự khảo nghiệm người bước vào đăng thiên cổ lộ bắt đầu khảo nghiệm lão giả kia trong tay bụi bặm vung lên cái kia đường cổ kéo dài đến dưới núi bổn thiếu gia nhất định có thể thông qua khảo hạch tiến vào động thiên tu hành trở thành tiên nhân một cái nhìn áo gấm hoa lệ thiếu niên thẳng thắn phóng tới cổ lộ có người mở đầu những người khác cũng chen chút tới tất cả đều hướng cái kia cổ lộ phóng đi hàng phong nhìn ra được kỳ lão giả kia bất quá là thần kiều tu sĩ mà thôi vậy mà có thế có loại thủ đoạn này xem ra cái này thanh vi động thiên vẫn có chút đồ vật a à. hàng phong từ cổ lộ bên trong đi một vòng cái kia cổ lộ trên cơ bản đều bị khắc xuống đạo văn cải biến địa thế hình thành một loại đặc biệt huyễn thuật tràn cảnh. Khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản, cửa thứ nhất ngộ tính, cửa thứ hai nghị lực, cửa thứ ba tư chất. Hàng Phong tùy ý triển lộ một chút thủ đoạn, liền thuận lợi thông qua khảo hạch, tiến vào thanh vi động thiên. Thông qua khảo hạch cũng không có nhiều người, bất quá tầm 10 người, từ hàng ngàn hàng vạn người bên trong, lựa chọn ra hơn 10 cái có thế người tu hành. Có thể nghĩ, con đường tu hành khó khăn, bước đầu tiên liền soát rơi quá nhiều người từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta thanh vi động thiên môn đồ, tu ta đạo Pháp, làm ghi nhớ bằng vào ta thanh vi động thiên làm vinh. Trưởng lão kia ánh mắt từ trên thân mọi người quét qua, tại hàng phong trên thân dừng lại một chút, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Ngươi tên là gì? Lão giả hỏi. Hàng Phong thấy lão giả hỏi hắn, đều không mang suy tư tự trong miệng toát ra ba chữ tới. Cơ đại đức. Cơ đại đức vị trưởng lão kia khóe miệng có giật một cái. Danh tự này, thực tế là, không tốt lắm đánh giá A. À? Chỉ cần không phải người của hoang cổ cơ gia là được. Rất nhanh, hàng phong bị phân phối đến trong một ngọn núi, trên núi mấy gian nhà tranh, nhà tranh bên cạnh mấy khỏa cổ thụ che trời, còn có một mảnh rừng trúc. Trước nhà tranh là một mảnh dược điền, linh khí dồi dào, trong không khí tràn ngập gợn sóng mùi thuốc, phong cảnh cũng không tệ lắm thành công lẫn vào thanh vi động thiên thành vì một cái tiểu đạo đồng hàng phong liền tạm thời ở đây ở lại hàng phong ngay tại dọn dẹp phòng ở ngoài phòng liền truyền đến tiếng la hàng phong khóe miệng nhìn không được trung rẩy một cái là cái nào vương bác độc tử hàng phong đi tới nhìn người tới chính là thí luyện lúc cái thứ nhất xông lên cổ lộ cái kia thiếu niên mặc áo gấm người này tên là long ngạo thiên bị phân đến hàng phong bên cạnh ngọn núi kia ngạo thiên a à ngươi không đi đổi trời đổi đất đổi không khí tìm ta cái này tới làm gì hàng phong ít nhiều có chút ghét bỏ nói tên gọi là gì không tốt gọi long ngạo thiên ngươi chịu đựng được cái tên này sao gà huynh ta đây không phải là đến xuyên một cái sai vặt sao rất quen thuộc lạc một chút tình cảm a à, dù sao về sau mọi người đều là đồng môn sư huynh thứ long ngạo thiên nói còn có đổi trời đổi đất đổi không khí là có ý gì a à? cảm giác rất lợi hại dáng vẻ hàng phong im lặng nhìn xem long ngạo thiên ngạo thiên sư đệ các trưởng lão phát xuống đến đạo thư ngươi đều đọc chút sao đọc không được đạo thư là không thể tu luyện đừng trách sư huynh không có nhắc nhở ngươi a à. cái này thanh vi động thiên vừa vào cửa liền muốn đọc thuộc lòng đạo tàng điển tịch chỉ có học thuộc lòng đạo tàng điển tịch về sau mới có thể truyền phương pháp tu luyện nói đến đây long ngạo thiên tự như cùng quả bóng xì hơi sắc mặt khen xuống. Đến, đây cũng là một cái ghét học học sinh. Lúc đầu nghĩ bộ quan hệ gần như Long Ngạo Thiên ủ rũ đi. Hàng Phong nơi này mới an tĩnh lại. Cái này thanh vi động thiên đạo tàn điển tịch, Hàng Phong chỉ là qua một lần liền thuộc lầu xuống tới. Chỉ là một chút rõ ràng đạo lý trình bày, cũng không có bao nhiêu giá trị nghiên cứu. Còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút đạo kinh, lĩnh hội đạo kinh bên trong đạo Pháp, nghiên cứu một chút cái kia chính cái chữ đế. Hàng Phong trở lại trong phòng, an tĩnh lại, tay cầm hạt bồ đề, lĩnh hội đạo kinh. Dù cho lĩnh hội đã lâu, có thể Hàng Phong mỗi lần lĩnh hội đạo kinh, đều biết có thu hoạch. Kinh văn trong lòng hắn vang lên, rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, ào ào hiện ra, vừa sâu xa vừa khó hiểu, như thiên luân thần âm, lại như đại đạo thánh ca, để người thể hồ quán đỉnh. Cái kia vô số kinh văn bên trong, có chín chữ cổ thuần túy nhất, như là mặt trời, nở rộ thần hoa. Hàng Phong biết rõ, cái kia chín chữ cổ, là đế văn, cũng là cái này đạo kinh bên trong tinh hoa nhất chín chữ. Có thế lĩnh hội lâu như vậy, Hàng Phong vẫn như cũ khó mà hiểu thấu đáo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Chữ cổ trấn bản thân Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tại thanh vi động thiên ngày, hàng phong trôi qua rất yên lặng trừ sát vách cái kia long ngạo thiên trên cơ bản không có người tới quấy rầy hắn đồng thời hàng phong tại nhà tranh chung quanh khắc xuống đạo văn phòng ngừa hắn trong quá trình tu luyện dị tượng tiết ra ngoài gây nên người khác chú ý làm hệ thống cho cuối cùng một khối nguyên bị hàng phong sử dụng hết mà hệ thống một mực nằm ở lo gút trạng thái không có đổi mới đánh dấu hàng phong trên thân đã không có tu luyện tài nguyên bất đắc dĩ Hàng Phong chỉ có thể lấy ra một giọt yêu đế tâm huyết tới. Loại này trân quý tài nguyên, Hàng Phong cũng không thế nào bỏ được vận dụng. Có thể hắn muốn tu luyện, phải dùng tài nguyên đến chồng chất, đây cũng là thánh thể bất đắc dĩ. Không có hùng hậu tài nguyên chèo chống, thánh thể tốc độ tu luyện chậm vô cùng. Một giọt đỏ thẩm như như bảo thạch huyết dịch, ống ánh sáng long lanh, nở rộ hào quang ống ánh, bên trong sinh mệnh tinh hoa bàn bạc vô cùng. Hàng Phong một cái nuốt vào yêu đế tâm huyết, nháy mắt liền bị đỏ thẩm máu mây màu bao phủ, dân trào sinh mệnh tinh hoa ở trong cơ thể hắn tản ra, rèn luyện hắn mỗi một tấc gân cốt huyết nhục. Đồng thời, tại cường đại sinh mệnh tinh hoa quán thâu phía dưới, mệnh tuyền của Hàng Phong đang không ngừng mở rộng, tràn đầy sinh mệnh tinh khí mãnh liệt. Bên trong đạo kinh chỗ ghi lại huyền pháp, nhanh chóng tan ra yêu đế tâm huyết tinh hoa, đỏ thẩm như mây màu dòng năng lượng chuyển hướng toàn thân thân thể của hắn phun tỏa hào quang, toàn thân ống ánh, giống như được đúc từ vàng rồng. Yêu đế tâm huyết bên trong năng lượng ẩn chứa một lần lại một lần tẩy lễ nhục thể của hắn, để nó huyết nhục, tạng phủ, xương cốt đều đang không ngừng mạnh lên, cứng cỏi cường hoành đến mức độ khó mà tin nổi. Màu vàng khổ hải tại yêu đế tâm huyết xung kích phía dưới, đang không ngừng mở ra mở rộng, mệnh tuyền bên trong suối nguồn thần lực chảy cuồn cuồng. cuồng hàng phong tu vi đang không ngừng hướng phía mệnh tuyền cảnh giới đỉnh phong kéo lên tinh tiến trong vòng nửa năm sau đó trong thời gian còn lại bảy giọt yêu đế tâm huyết toàn bộ bị hàng phong nuốt luyện hóa hàng phong thân thể bây giờ đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thần lực phun trào như rồng ngâm hổ gầm phục dụng xong yêu đế tâm huyết hàng phong kinh lịch mấy lần biến hóa thoát thai hoáng cốt thể chất mấy lần tăng lên thể xác thần hoa lấp lóe như là một tôn hoàng mỹ bảo thể xương cốt bị tẩy lễ sau thanh khiết trắng như ngọc bằng xương cứng trắng đến mức độ khó mà tin nổi có thể so với thần binh lợi nhận đồng thời toàn bộ trong khổ hại biển gầm không ngừng sóng lớn từng trận khổ hại trung ương mệnh tuyền dân trào suối nguồn thần lực sôi trào đáy biển con suối trống trải rất nhiều lần cuồn cuồn không dứt không ngừng mãnh liệt ra từng đạo từng đạo ánh sáng từ mệnh tuyền bên trong sông ra tại bên trong khổ hải của hắn, lúc này đã thần lực như nước thủy triều, ánh sáng đầy trời, đạt tới mệnh tuyền cảnh giới đỉnh phong. Mệnh tuyền cảnh giới đỉnh phong, bước kế tiếp, chính là từ trong khổ hải kết ra thần kiều. Nhìn xem mở rộng một lần khổ hải, hàng phong rất là vui mừng. Đem so sánh phía trước, hiện tại hắn càng thêm cường đại. Tấn thăng đến mệnh tuyền đỉnh phong, hàng phong cũng không có gấp đột phá thần kiều bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu bên trong đạo kinh chính cái chữ đế đồng thời cũng đem thời gian dùng để rèn luyện kiếm của mình kiếm nhỏ màu vàng kim bây giờ bị hắn rèn luyện hàng ngàn hàng vạn lần càng thêm sắc bén làm hàng phong sơ bộ nắm giữ cái kia chính cái chữ đế về sau hàng phong bắt đầu đem chính cái chữ đế lạc ấn đến bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim để nó càng kiên cố sắc bén hơn sơ bộ nếm thử chính cái chữ đế in dấu lên về phía sau kiếm nhỏ màu vàng kim liền sụp đổ, phản phất thừa nhận chịu không được cái kia chính chữ cổ. Nhưng Hàng Phong cũng không có đình chỉ, một lần nữa ngưng tụ kiếm màu tiểu kiếm, đang lặp lại lạc ấn chính cái chữ đế. Làm chính cái chữ đế in dấu lên đi, kiếm nhỏ màu vàng kim ở đây sụp đổ tản ra. Đây là một cái lặp lại quá trình, không ngừng rèn luyện kiếm, chân chính làm đến thiên truy bách luyện. Hàng Phong không biết một mực lặp lại rèn luyện lạc ấn bao nhiêu lần cuối cùng tại sau ba tháng thành công đem chín cái chữ đế lạc ấn trên thân kiếm kiếm nhỏ màu vàng kim cũng không tại sụp đổ lúc này màu vàng tiểu kiếm lẳng lặng lơ lửng ở màu vàng khổ hải trên không chín cái chữ đế nội liễm trên thân kiếm lộ ra một cổ cổ phát khí tức sắc bén nội liễm thân kiếm nội bộ cũng bắt đầu dựng dục ra đạo văn tới nhìn xem cuối cùng sau khi thành công hàng phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rộng rã ba tháng mới thành công đây là tại hạt bộ đề trợ giúp ngộ đạo tình huống dưới. Làm nhìn xem chính cái chữ đế lạc ấn trên thân kiếm sau khi thành công. Hàng Phong lúc này mới bắt đầu đem chính cái chữ đế, lạc ấn trên người mình. Làm chính cái chữ đế lạc ấn trên người mình về sau, Hàng Phong lúc này mới lần nữa lấy ra một cái thần dược tới. Tại bên trong hoang cổ cấm địa đánh dấu đoạt được 13 viên thần dược, cho liễu y y một cái, hắn còn có 12 viên. Bây giờ, Hàng Phong dự định trực tiếp phục dụng một cái thần dược, xong phá mệnh tuyền, bước vào thần kiều cảnh giới. Hắn đột phá mệnh tuyền cảnh giới đã hơn 3 tháng, bây giờ đã hoàn toàn vững chắc, không đang lo lắng có di chứng. Trong cơ thể in dấu xuống chín cái chữ đế trấn áp bản thân, không sợ lại biến trẻ mấy tuổi. Hắn bây giờ 11-12 tuổi bộ dáng, nếu là đang nhỏ đi, cái kia không được biến thành 8-9 tuổi tiểu hài đây cũng là hàng phong một mực không có phục dụng thần dược nguyên nhân. Đột phá thần kiều cảnh giới, thanh thế khẳng định hùng vĩ, hàng phong lại nhà tranh chung quanh gia cố đạo văn, đồng thời bày ra chín cái chữ đế, trấn áp dị tượng. Sau ba tháng, làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, hàng phong lấy ra một cái thần dược đến, đỏ bừng trái cây như là mã não, ống ánh sáng long lanh, mùi thơm nồng đậm, tràn ngập cả phòng. Làm ăn vào thần dược về sau, cường đại dược lực hóa thành dân trào sinh mệnh tinh hoa, xông vào bên trong khổ hải của hàng phong. Mười ngày sau, trong túp lều truyền đến tiếng vang ầm ầm, sóng thần ngập trời, sấm sét từng trận, trong màu vàng khổ hải sấm sét vang dội. Cũng may có hàng phong trước giờ bày ra đạo văn cùng chính cái chữ đế trấn áp, những dị tượng này mới không có truyền đi. Khổ hải trung ương, tòa kia con suối không ngừng dân trào ra từng đạo từng đạo cầu vòng, tại khổ hải trên không ngưng kết. Cuối cùng, một đào sáng chói cầu vòng ngưng tụ thành công treo cao tại khổ hải trên không ngang qua bầu trời chói lọi vô cùng hàng phong thành công ngưng kết ra thần kiều treo ở khổ hải phía trên giờ khắc này hắn thành vì một tên thần kiều cảnh giới tu sĩ thật lâu dị tượng nội liễm hàng phong mở to mắt chậm rãi đứng dậy hắn giờ phút này trên thân cũng không có mạnh đến mức nào sống năng lượng cũng không có phiêu vật xuất trần khí chất trừ cái kia nhìn rất thanh tú khuôn mặt anh tuấn ngược lại giống như là một cái nhà bên đại nam hài cả người trên thân nhiều hơn một loại bình đạm quy chân vận vị gà huynh gà huynh lúc đầu thật tốt bầu không khí bị bất thình lình tiếng la làm hỏng hàng phong thần sắc trên mặt rất khó coi hắn giờ phút này thật muốn đi ra ngoài đem lông ngạo thiên cái kia đầu chó nện nổ tiểu tử này là thành tâm cùng hắn không qua được đi hàng phong mặt âm trầm đi ra ngoài. Ngươi quỷ hô cái gì? Hàng phong điệu bộ này, muốn là đối phương không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn không ngại đem đối phương nổ nện một trận. Gà huynh, ta nói cho ngươi, khổ hải của ta đã mở ra đạo trứng bồ câu lớn nhỏ, không được bao lâu, liền có thể mở ra mệnh tuyền. Long ngạo thiên đắc ý hướng hàng phong huyền diệu. Liền cái này. Hàng phong lãnh đạm nói. À, ta nói cho ngươi, ta sắp có thể mở mang mệnh tuyền mở ra mệnh tuyền thành công liền có thể giống như các trưởng lão như thế điều khiển thần hồng bay lên trời ngươi biết điều này có ý vị gì sao long ngạo thiên rất trịnh trọng nói đột nhiên hàng phong vung quyền hướng long ngạo thiên trên đầu đánh tới long ngạo thiên nhìn xem nắm đấm lớn chạm mặt đập tới âm a à. còn chưa kịp phản ứng long ngạo thiên liền kêu to bay ra ngoài ngã trên đất Long ngạo thiên che lấy mắt gấu mèo bị đau đứng lên gà huynh ngươi tại sao đánh ta liền cái này ngươi cái gọi là muốn đột phá mệnh tuyền cảnh giới liền ta tùy ý một quyền đều không tiếp nổi ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang hàng phong khi dễ nói gà huynh ta thừa nhận ngươi rất thiên tài nhưng sẽ có một ngày ta biết vượt qua ngươi Long ngạo thiên không phục nói ầm liên tiếp hai quyền đập tới. Ta nhường ngươi siêu việt. Ta nhường ngươi gà huynh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Thiên Phục Sơn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Long ngạo thiên che lấy hai con gấu trúc mắt, không dám ở kêu gào. Cơ huynh, đừng đánh. Nghe Long ngạo thiên cầu xin tha thứ, nổ nệnh đối phương một trận, hàng phong trong lòng thoải mái vô cùng cơ huynh về sau ta long ngạo thiên duyên ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó ngươi chính là ta thần ta ánh sáng nghe long ngạo thiên vuốt mông ngựa hàng phong trong lòng rất thoải mái xin hỏi cơ huynh ngươi hiện khi tu luyện tới cái nào cấp độ tư chất kém mới khổ hại đỉnh phong cảnh giới Hàng phong thở dài nói long ngạo thiên tư chất kém ngươi cái kia gọi tư chất kém ta cái này kêu cái gì tư chất như heo cơ huynh, ngươi gọi ta giúp ngươi chú ý yến quốc yêu đế mộ sự tình, đồng hoàng nhân tộc chí bảo còn chưa có xuất hiện, từ Trung Châu đến mấy cái thế lực lớn cường giả, cùng toàn bộ đông hoàng tất cả thế lực lớn liên thủ, tiến đánh yêu đế mộ. Long Ngạo Thiên lúc này nói, Long Ngạo Thiên nhà tại phàm tục vẫn rất có thế lực, rất nhiều tin tức đều có thể nghe ngóng đến. Trung Châu người cũng ra trận sao? Hàng Phong lẩm bẩm nói, yêu đế mộ sóng gió, sẽ kéo dài ba năm lâu hiện tại mới hai năm mà thôi bây giờ hắn những bạn học kia cũng đã bị buộc lấy tiếng vào hoang cổ cấm địa trong bất tri bất giác hắn đi tới bắt đẩu gần hơn hai năm đúng trưởng lão để cho ta tới nói cho ngươi thiên phục sơn di tích tức sắp mở ra phái thiên phục muốn mời chúng ta thanh vi động thiên cùng tử vân động thiên cùng thăm dò trưởng lão nói để chúng ta đi tăng trưởng một cái kiến thức thiên phục sơn di tích vậy thì có cái gì bỏ đi hàng phong ghét bỏ nói địa phương nào đều mang một cái di tích chỉnh thật giống rất cao đại thượng đồng dạng ngươi đây cũng không biết ta cho ngươi biết cơ huynh cái kia thiên phục sơn trong di tích truyền thuyết có thần binh cái kia phái thiên phục chính là vì này mới ở nơi đó lập phái ngươi đây là kia đến phố phường tinh nhãm cái này đều tin hàng phong lắc đầu đây cũng không phải là phố phường tinh nhãm mà là thật đều lưu truyền mấy trăm hơn ngàn năm. Long Ngạo Thiên nói nghiêm túc. Thật. So vàng thật đúng là. Nhìn xem Long Ngạo Thiên lời nói không giống như là giả dối, Hàng Phong nghiêm túc tự hỏi. Có đôi khi, loại này nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, rất có thể là thật. Đi thôi, ta cố mà làm đi nhìn một chút, cái này thiên phục sơn di tích đến cùng có thần bí gì. Đi. Thấy thuyết phục Hàng Phong, Long Ngạo Thiên thật cao hứng. Hai người tới đại điện, lúc này đã có không ít người trình diện. Trên cơ bản đều là khổ hải, mệnh tuyền cảnh giới tu sĩ. Lần này đi thiên phục sơn, chính là mang các ngươi đi lịch luyện, ta thành vi động thiên, cũng không cần các ngươi tranh lấy vật gì, tất cả tùy duyên. Ngồi tại chủ vị vị kia lão giả râu tóc bạc trắng nhìn xem mọi người nói. Hàng phong từ vị lão giả kia trên thân, cảm nhận được bỉ ngạn cảnh giới khí tức, vị lão giả này, hẳn là thanh vi động thiên thái thượng trưởng lão một trong. Người đều đến đông đủ, đi thôi. Vị kia thái thượng trưởng lão đứng dậy, một con thuyền cổ xuất hiện tại nó lòng bàn tay. Hắn vung tay lên, cổ thuyền bay ra ngoài điện, nháy mắt biến lớn. Đi thôi. Đám người ào ào theo ở sau lưng hắn, đạp lên cổ thuyền. Lần này thanh vi động thiên tiến về trước thiên phục sơn, một tôn bỉ ngạn cảnh thái thượng trưởng lão dẫn đội, năm vị thần kiều cảnh trưởng lão tùy hành còn có mấy cái thần kiều cảnh giới đệ tử hàn phong lẫn trong đám người cũng không thế nào thu hút tại đây tu tiên giới hầu như đều là tuấn nam tịnh nữ hàng phong tướng mạo bởi vậy cũng không xuất chúng thêm nữa hắn cố ý ẩn giấu tu vi cũng không có người có thể nhìn ra được hắn thực lực chân chính tới vì kia thái thượng trưởng lão khống chế phi hành cổ thuyền hướng thiên phục sơn mà đi trên đường đi những cái kia khổ hải đệ tử vô cùng hưng phấn, lần thứ nhất trời đi lục địa bay trên trời, mặc dù là ngồi phi hành pháp khí, cũng khó có thể ngăn cản sự hưng phấn của bọn hán kinh. Mà những mệnh tuyền cảnh đó giới đệ tử, lại rất bình đạm, chính bọn họ đều có thể điều khiển thần hồng phi hành. Đến Thiên Phục Sơn, lúc này tử vân động thiên tu sĩ đã đuổi tới. Tại trong trời cao, nhìn về phía cái kia Thiên Phục Sơn, như là một tôn thiên nhân nằm xuống tại cái kia, địa thế kỳ lạ, hình thành một cổ đặc hữu thế nhìn xem địa hình này hàng phòng đối với nơi này có thần binh truyền ngôn lại nhiều tin mấy phần thanh hút lão đạo ngươi vậy mà còn chưa chết a à? tử vân động thiên trong đám người một vị lão giả chậm rãi đi lên phía trước nói tử dương thiên ngươi đều còn chưa có chết ta làm sao lại trước ngươi một bước đâu ta còn phải đợi lấy đi vì ngươi phúng viếng đây thanh hút lão đạo mắng trả lại hai vị thật đúng là nhiều năm như vậy đều không thay đổi a à, mấy trăm năm vừa thấy mặt liền đấu võ môn từ cái này phái thiên phục bên trong đi tới một cái áo bào đen lão giả đi thôi trước vào ta phái thiên phục thiên phục di tích còn có một hai ngày mới mở ra áo bào đen lão giả nhìn xem hai phái tu sĩ mỉm cười nói thanh vi động thiên cùng tử vân động thiên tu sĩ tại phái thiên phục vị lão giả kia nghênh đón phía dưới tiến vào phái thiên phục phái thiên phục bên trong. Đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế, tọa lạc tại từng tòa trên tiên sơn. Cổ một tùng xanh, xanh tươi ướt ác, trên vách đá tiên chi linh thảo đất lộ mây màu, từng đạo từng đạo thác nước như là ngân hà đổ ngược, tiên hạt kỳ trân bay múa, một phái tiên gia tịnh thổ. Tiến vào cái này phái thiên phục bên trong, phái thiên phục sớm đã thiết trí yến hội, chỉ chờ đợi thanh vi động thiên cùng tử vân động thiên tu sĩ đến đây. Hàng phong chờ một đám đệ tử, bị phân phối đến bên cạnh tòa sân nhỏ nơi này ba phái tu sĩ trẻ tuổi tụ tập nhìn bề ngoài một mảnh tương hoa nhưng hàng phong lại xem thấu phái thiên phục dụng ý đây là muốn kiếm chuyện a à. một ban trẻ tuổi nóng tính thiếu niên tụ tập cùng một chỗ còn không người quản thúc nghĩ không phát sinh chút gì cũng khó khăn chư vị đều là các phái tuổi trẻ tuấn kiệt ta chờ ở chỗ này kính các vị một chén vui mừng nên đón đến ta phái thiên phục làm khách phái thiên phục một cái mệnh tuyền cảnh giới đệ tử bưng chén rượu lên hướng thanh vi động thiên cùng tử vân động thiên tu sĩ nói khách khí đám người phụ họa nói nghe nói tử vân động thiên vân phi bằng thiên tư phi phàm mới nhập môn một năm liền bước vào mệnh tuyền cảnh giới không phải đến là vị kia tuấn kiệt có thể hay không để chúng ta chiêm ngưỡng một cái một chén uống cạn vị kia phái thiên phục tu sĩ còn nói thêm bất tài tại hạ vân phi bằng quá mức sĩ cử, bất quá đều là truyền ngôn thôi. Tử vân động thiên bên trong, một cái 13-14 tuổi thiếu niên đứng lên nói. Ngoài miệng nói xong khiêm tốn, nhưng khóe miệng cái kia cổ đắc ý kình sớm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Wow, rất đẹp trai a. À. Phái thiên phục nữ đệ tử con mắt nở rộ ngôi sao nhỏ, một mặt sùng bái. Sư đệ trẻ tuổi như vậy, bất quá thời gian một năm, liền tu luyện tới mệnh tuyền cảnh giới, sợ là muốn không được mấy năm liền có thể tu luyện tới thần kiều cảnh giới trở thành một phái trưởng lão đi tương lai cái này ngụy quốc tu hành giới chắc chắn có sư đệ một chỗ cắm dùi a à. tuổi trẻ tài cao một đời mới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh phái thiên phục tu sĩ kia hung hăng tân bốc có thể nhìn thấy gọi là vân phi bằng thiếu niên đã có chút lân lân mà tử vân động thiên đệ tử cũng nhận một hồi tân bốc từng cái trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Mà thanh vi động thiên bên này, hoàn toàn bị vắng vẻ. Nhìn đến nơi này, Hàng Phong biết rõ, đây là muốn gây sự tình. Khiêu khích thanh vi động thiên cùng tử vân động thiên tu sĩ tranh phong. Vắng vẻ một phái, tân bốc một phái. Cách làm này, tại người trưởng thành trên thân, có lẽ có chút cấp thấp, thế nhưng đặt ở một đám 13-14 tuổi, huyết khí phương cương trên người thiếu niên, tuyệt đối là dùng một chút một cái chuẩn. Không phải sao, hàng phong quan sát thanh vi động thiên đệ tử thần sắc, có rất nhiều người đã đem khó chịu viết trên mặt. Bên cạnh hắn long ngạo thiên càng là sớm đã kìm nén không được. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, rất lợi hại phải không? Long ngạo thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nháy mắt, tràn diện lạnh xuống, phái thiên phục cùng tử vân động thiên tu sĩ ào ào nhìn về phía thanh vi động thiên bên này cái kia phái thiên phục mệnh tuyền tu sĩ thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng khó mà nói rõ mỉm cười. Vị này thanh vi động thiên sư đệ là. Người kia chú ý làm nghi ngờ hỏi. Long ngạo thiên. Long ngạo thiên ưỡng ngực, ngạo khí mười phần nói. Long ngạo thiên. Chưa nghe nói qua a à, vị sư đệ này, tại các ngươi thanh vi động thiên rất nổi danh sao. Người kia chần chờ một chút nói. Ha 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 tử vân đồng thiên đệ tử lập tức cười ha hả tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả